Ok rồi, xin chào tất anh chị em nha. Rồi chào mừng anh chị em quay trở lại chuỗi livestream 30 ngày vận mệnh của người thành công. Rồi bây giờ thì anh chị em mình nhanh chóng mình chơi vào ha. Rồi anh chị em mình nhanh chóng chơi vào ha. Rồi bây giờ chúng ta chờ khoảng một phút để cho mọi người có thể là quay lại ha, để tham gia livestream được đúng giờ, đúng không ạ? Chào tỷ phú Lập Đầu Thị Hồng Hoài, chào tỷ phú Hương Nguyễn, chào tỷ phú Nhung Bùi. Rồi ok, y tế siêu khỏe luôn ha. Rồi ok ạ, chào tỷ phú Đinh Thị Bích Liên. Rồi bây giờ mình chờ khoảng một phút ha, một phút để các anh chị em mình cho vào. Rồi, anh chị em mình có thể là share livestream và tag tên bạn của mình vào để chúng ta bắt đầu được livestream đúng giờ ha. Chào tiểu Thúy Bùi, chào tiểu Linh Thị Bích Liên, chào tiểu La Nguyễn Thu Huyền, chào tiểu La Diễm Khánh, chào tiểu La Trần Thị Hồng, chào tiểu La Chuyện Chuyện, chào tiểu La Lê Thu Hà, chào tiểu la bạn Nguyễn Thông, chào tiểu la chị Lưu Hồng Quyên nhé. Ok rồi, rồi thì trong lúc đúng không ạ, anh chị mình mới vào thì mình có thể share livestream và tag tên những người mình vào để chúng ta có thể bắt đầu livestream đúng giờ ha. Thì trong lúc mà chờ mọi người vào livestream thì Huy cũng chia sẻ một số những cái kiến thức cơ bản trong cuộc sống. Anh chị cứ hình dung là gì? Anh chị cứ hình dung là trong cuộc sống của chúng ta anh chị, thì có một cái điều là nó rất rất là tuyệt vời luôn. Đó là khi mà chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi, ủa tại sao mà làm việc chăm chỉ đúng không? Chúng ta được dạy là từ nhỏ khi mà chúng ta phải chăm chỉ nè, ráng lên, cố lên, nỗ lực lên, đúng không ạ? Chăm chỉ thì mới thành công được, cần cù thì bù thông minh, đúng không ạ? Rồi cái gì ta, tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ, rồi vân vân. Thì mình mới thấy rằng là tư duy đó cũng đúng, đúng không ạ? Tư duy đó cũng đúng, nó đúng thôi, nhưng mà nó không có giàu anh chị. Có một cái điều mà Huy thấy rõ ràng luôn là tư duy chăm chỉ, làm việc chăm chỉ đúng không ạ, cần cù bù thông minh là một tư duy đúng nha, tư duy tích cực luôn. Bởi vì anh chị có hình dung rằng là cái câu đó để cho chúng ta biết là gì, có nghĩa là khi mà bạn bạn giỏi, bạn good, bạn thông minh hơn người khác, bạn có thể học một biết 10, nhưng nếu như bạn không chăm chỉ, bạn không luyện tập, bạn không rèn luyện thì bạn cũng sẽ không thể nào trở thành một cái người thành công được. Bạn không thể trở thành một cái nhà vô địch được. Bạn không thể trở thành một cái người chiến thắng được, đúng không ạ? Tuy nhiên là tư duy đó đúng nhưng nó chưa đủ để chúng ta giàu anh chị nhé. Bởi vì nếu như tư duy đó là tư duy của người giàu á, thì tại sao trên thế giới lại có quá nhiều người chưa thành công như vậy, đúng không ạ? Nếu mà mình nói về cái việc sự mà làm việc chăm chỉ thì rất là nhiều anh chị em ở đây, chúng ta đều trải nghiệm, chúng ta đã trải qua. Mình có thể là làm việc, mình làm đầu tư, mình kinh doanh trong suốt bao nhiêu năm rồi, và chúng ta cũng có thể là nhìn thấy những cái tấm gương đi trước như là cha mẹ của mình, thầy cô của mình, đúng không ạ? Những người chú, người bác, người cô, người dì của mình thấy những cái tấm gương rất là lam lũ, rất là chịu khó làm việc. Đúng rồi, gọi giờ gọi như là một ngày ngủ 4 tiếng thôi, còn là bao nhiêu thời gian là lo làm việc, lo cho chồng con, lo cho gia đình, vân vân, rất là nhiều. Thật sự thì chúng ta nhìn những cái người đó thì chúng ta ngưỡng mộ cái sự nỗ lực của họ, ngưỡng mộ cái tinh thần, cái quyết tâm và cái năng lực, cái sự mà chăm chỉ cực cù của họ. Đó là một đức tính tốt. Tuy nhiên, anh chị phải nhớ là gì ạ? Cần cù, bù thông minh thì vẫn chỉ là người bình thường thôi anh chị nhé, vẫn chỉ là người bình thường thôi. Bởi vì hầu hết, nếu mà nói là so sánh thì trên thế giới này thì
cái số lượng người cần cù cũng nhiều lắm anh chị, có nhiều lắm. Cái người không cần cù thì mình cũng không biết, chưa 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 nói là người người không cần cù là giàu hay không nha, nhưng mà mình nói là cần cù thì rất là nhiều người, rất là chăm chỉ cũng có rất là nhiều người. Nhưng mà đó là một đức tính tốt, nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý là anh chị phải nhớ là bạn làm một cái việc gì, bạn làm cái gì đủ lâu thì bạn sẽ giỏi cái đó. Bạn nếu như là bạn sửa ống nước đi, bạn sửa ống nước thì cái việc đó cũng mất thời gian, và anh chị làm cái việc đó nhiều lần, nhiều năm thì một thời gian sau anh chị trở thành chuyên gia, anh chị làm cái việc đó rất là tốt, rất là giỏi, đúng không ạ? Mình trở thành chuyên gia trong lực đó. Nhưng mà cái công việc đó có giúp cho chúng ta, đúng không ạ? Nó giúp cho chúng ta có thu nhập nhưng không giúp cho chúng ta giàu được. Bởi vì cho tới ngày hôm nay, có phải rằng là tất cả anh chị em đã xem livestream của Huy tới ngày hôm nay là ngày thứ 13, chúng ta đều biết là gì? Nếu như bạn làm việc, bạn kiếm tiền nhưng bạn lại tiêu xài, bạn không quản lý tiền được, bạn không có tư duy của người giàu có và thành công, bạn không biết đầu tư, bạn không biết kinh doanh, bạn không biết tạo ra các nguồn thu nhập khác, bạn chỉ cứ làm việc chăm chỉ một cái công việc mà cái thu nhập nó bị giới hạn, cái dòng tiền nó bị giới hạn, và sao ạ? Bạn thậm chí là cái dòng tiền của bạn nó đã ít, nó bị giới hạn rồi, bạn còn lại tiếp tục tiêu xài nhiều hơn cái mức bạn trả cho mình, cái mức bạn đầu tư để gia tăng tài sản, thì làm sao mà thành công được, đúng không ạ? Vậy thì cái điều quan trọng nhất ở đây, điều quan trọng nhất đó là gì? Thông minh cộng cần cù thì là thiên tài. Khi mà anh chị là người thông minh thì anh chị đã hơn người khác rồi, anh chị đã có cái tiềm năng hơn người khác. Và nếu như anh chị cần cù, anh chị rèn luyện cái việc đó, phát huy cái điểm mạnh của mình, cải thiện cái điểm chưa mạnh của mình, thì một thời gian sau là gì ạ? Một thời gian sau anh chị là thiên tài, và là những cái người thiên tài về cái lĩnh vực của mình. Vậy thì có một cái điều mà Huy muốn, nếu như chúng ta muốn thành công về tài chính thì chúng ta cần phải có sự thông minh, cần phải có trí tuệ của người giàu, cần phải có trí thông minh của người giàu, đúng không ạ? Đấy. Và thông minh thì đào tạo được anh chị. Có một cái có rất là nhiều cái khoa học, thì cho tới nay là tới thế kỷ 21 rồi, những thiên tài hoàn toàn có thể đào tạo được. Nếu mà anh chị có coi những cái show truyền hình trên thế giới, và thậm chí là mình có thể coi những cái show tại Việt Nam, đúng không ạ? Một trong những cái show mà chúng ta có thể coi là ví dụ như là Siêu Tài Năng Nhí, hay là chương trình là Siêu Trí Tuệ Việt Nam, đúng không ạ? Mình thấy có những cái em nhỏ, rất là nhỏ thôi, chứ nó rất là nhỏ luôn á, nhưng mà sao ạ? Các bạn có những cái khả năng rất là tuyệt vời, các bạn là những cái thiên tài mà mình thấy đó là mình xem mình rất là ngưỡng mộ và khâm phục, đúng không ạ? Không chỉ Việt Nam mà cả trên thế giới. Và thật sự là gì, hầu hết những cái bạn trẻ đó, các bạn cũng được huấn luyện và đào tạo theo những cái phương pháp để trở thành thiên tài. Vậy thì có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể có được sự thông minh bằng cách là chúng ta học đúng các kiến thức đó, học từ những người thiên tài. Và tại sao lại làm được cái điều này, thì trong những cái livestream sau thì Huy sẽ chia sẻ một cái điều là vào cách đây là hơn 30 40 năm trước, thì ở Mỹ người ta đã phát minh ra một cái ngành khoa học, đó là họ họ nghiên cứu cái nhóm những cái người mà xuất chúng nhất trên hành tinh, những vị nhân, những tài phiệt, những danh nhân, những doanh nhân trên thế giới, những người mà gọi là xuất chúng của nhân loại. Và họ mới thấy được rằng là cái nhóm này nó có những cái điểm chung, có những cái tư duy, những cái cách thức, những cái tầm nhìn, và có cái điều gì đó nó khác với những người khác. Họ nghiên cứu và họ phát minh ra một cái ngành khoa học để biến một người bình thường thành một thiên tài. Anh chị trong những ngày qua thì Huy đang ứng dụng cái điều đó. Huy Huy không chia sẻ trực tiếp cái kiến thức này, đúng không ạ? Trong những ngày hôm sau, trong những livestream sau Huy sẽ nói kỹ hơn, Huy sẽ chia sẻ về cái kiến thức đó. Nhưng mà cái cách mà Huy đang livestream, cái từng cái ngôn từ, từng cái câu chuyện,
từng cái bài học Huy chia sẻ cho anh chị trên livestream này cũng là một cái cách là Huy đang hóa thân anh chị, đúng không ạ? Biến anh chị, nhào nặn anh chị để biến chúng ta thành một người, đúng không ạ? Từ một người có thể là mình là một người chưa chưa giỏi lắm, có thể mình là một người chưa có nhiều tư duy lắm, mình chưa có một cái khao khát lớn lắm, mình vẫn chưa chưa thay đổi nhiều, thì mình biến thành những thiên tài. Những thiên tài về đâu ạ? Thiên tài về tài chính, những người có trí thông minh của người giàu, những người có trí tuệ của người thành công, của những người khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn. Bởi vì bạn là người như thế nào thì bạn mới có thể hút hút và hấp dẫn những người như vậy. Và một điều rất là tuyệt vời là gì ạ? Anh chỉ hình dung là cái việc mà ngày hôm nay khi mà Huy livestream và Huy chia sẻ những cái kiến thức mình trao giá trị cho anh chị, thì cái việc mà anh chị ứng dụng, anh chị thành công, nó là thứ nhất, đó là cái người có lợi đầu tiên chính là anh chị, đúng không ạ? Và sau đó khi anh chị là người thành công rồi, chúng ta, đúng không ạ, chúng ta truyền cảm hứng, chúng ta lại giúp được cho những người xung quanh của chúng ta. Những người đầu tiên ha, những người đầu tiên mà chúng ta giúp được chính là những người xung quanh của chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ còn giúp được cho rất là nhiều người khác, đúng không ạ? Thì đó là một điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì một cái điều mà Huy muốn nhắc nhở anh chị một lần nữa, đó là thay vì chọn là cần cù thông minh thì hãy chọn là gì ạ? Thông minh và cần cù làm cái những cái việc thông minh đó theo cái tư duy, cái trí tuệ của những người thành công. Và việc đầu tiên là chúng ta, đúng không ạ, phải cần cù học những cái tư duy, cần cù học cái suy nghĩ, cái nhận thức, cái trí tuệ, cái tầm nhìn, những kiến thức, những kỹ năng của người thành công. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục, đúng không ạ? Lúc đó là chúng ta đã học thông minh hơn người khác rồi. Và tiếp theo đó là sao ạ? Chúng ta ứng dụng thông minh, chúng ta ứng dụng theo những cái đó thì chúng ta thành công thôi. Rất là đơn giản thôi. Rồi. À, những anh chị mình mới vào thì mình có thể là share livestream và tag tên những người bạn của mình vào để chúng ta có thể gieo nhân tốt, có một bầu trời quả ngọt, đúng không ạ? Bây giờ thì những anh chị nào ngày hôm nay thì đầu tiên thì bắt đầu là suy nghĩ hôm nay thì Huy mới chia sẻ cho anh chị một cái điều, đó là theo anh chị nhé, chúng ta được hay nghe và chúng ta đều nói với nhau một cái câu như thế này: cái gì nếu như không giải quyết được bằng tiền thì, đúng không ạ, cái gì không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Nhiều lúc, nhiều khi chúng ta thấy là hầu hết mọi, gần như là mọi cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta là do là thiếu tiền hết. Hầu hết nha, Huy chỉ nói là hầu hết thôi. Đấy, thì mình thấy là nếu như có những thứ mà chúng ta, gặp trong trường hợp đó, nếu chúng ta có nhiều tiền, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết rất là dễ dàng. Và chúng ta có cái câu là gì ạ? Vậy thì cái gì không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Cái gì không giải quyết được bằng rất nhiều tiền thì có thể giải quyết bằng rất rất, rất nhiều tiền, đúng không ạ? Đó, thì vậy thì cái câu hỏi của ngày hôm nay Huy muốn hỏi anh chị là gì ạ? Theo anh chị, tiền không giải quyết được cái gì, hay là tiền không giải quyết được cái vấn đề gì anh chị? Những anh chị mình mới vào thì mình có thể là share livestream và tag tên những bạn của mình vào để chúng ta có thể là thăm bạn bè của chúng ta có thể tham dự được livestream tốt nhất nhé. Ok. Tiền không giải quyết được cái gì anh chị? Có người thì nói rằng là tiền thì không mua được thời gian. Cái này thì cũng rất là đúng. Một cái điều mà Huy phải nói với anh chị là tiền, nếu mà nói là tiền á, anh chị nào đã đọc Sức mạnh tiềm thức rồi hay là đọc về Bí mật luật hấp dẫn rồi thì chúng ta đều biết là gì? Tiền trên thế giới là vô hạn. Của cải vật chất, sự giàu có trên thế giới này là vô hạn anh chị. Nó có đủ cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng ta. Nên anh chị không có sợ là anh chị thiếu thiếu của cải vật chất trên thế giới này để giúp cho mình giàu lên đâu. Chỉ có điều là bạn có thể sở hữu được bao nhiêu cái của cải vật chất của thế giới này. Đúng không ạ? Nó tùy thuộc vào cái tư duy và cái khả năng của bạn.
Thì nó nhưng mà có một thứ đó là thời gian. Thời gian thì sao? Thời gian thì tiền là vô hạn nhưng thời gian của chúng ta là hữu hạn anh chị. Thời gian của chúng ta là hữu hạn. Có thể anh chị nhìn thấy là gì? À, như Joseph Murphy đúng không ạ? Ổng cũng đâu còn sống nữa đâu đúng không ạ? Đó, hay là thậm chí là Henry Ford đúng không ạ? Hay là ai ạ? Napoleon Hill, rất là nhiều những tài phiệt, rất là nhiều những bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức ở trên thế giới. Bây giờ cũng lẻ lưỡi hết rồi, đúng không? Đó, cũng 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 đâu có thể mà cái thời gian sống thì cũng không thể nào mà chúng ta nói là mình sống, mình nói là thời gian chúng ta là vô hạn anh chị. Một con người chúng ta thì cũng có sinh lão bệnh tử, và có phải rằng là có thể nghe Huy hay anh chị chúng ta sống thì cùng lắm là cái tuổi thọ mình kéo dài cũng khoảng là 190 tuổi thôi, chứ làm gì mà nhiều nhiều hơn được đúng không? Sống mà mấy ngàn tuổi chưa thấy đúng không? Nó chưa thấy, biết đâu làm được. Nhưng mà mỗi con người thì đều có thời gian là hữu hạn hết, và nếu như bạn biết cách để phát triển, để tối ưu hóa và kéo dài cái thời gian của mình ra thì nó là tuyệt vời. Đó là tuyệt vời. Và tiền sẽ hỗ trợ chúng ta làm điều đó. Tiền có thể không mua được thời gian nhưng có thể hỗ trợ anh chị kéo dài cái thời gian của mình hơn. Anh chị nhớ nhé. Được không ạ? Ví dụ cái này thì Huy cũng có chia sẻ trong những cái livestream khác đúng không ạ? Chúng ta cũng biết là trong một cái trải nghiệm là khi mà Huy đi du lịch. Khi mà chúng ta đi du lịch đi. Mình đi máy bay đúng không ạ? Thì anh chị hình dung là khi mà chúng ta ở trong cái khoang hành khách của những cái vé thường và cái cổng mà đi vào business hay first class đúng không ạ? Cái vé máy bay hạng thương gia đó đúng không ạ? Hạng thương gia với hạng nhất á, thì chúng ta thấy có một cái sự khác biệt ở trong cái nơi mà cái lane của cái những cái vé thường đi. Một chiếc máy bay có khoảng là hơn 120 hành khách thì nó chỉ có khoảng là 10 hành khách là vé business thôi. Đó là chiếc máy bay nhỏ, còn chiếc máy bay lớn thì nó nhiều hơn một tí. Thì mình mới thấy rằng là ở cái khoang hành khách vé thường thì sao ạ? Mình phải chờ. Đầu tiên là chờ cái gì ạ? Chờ soát vé đúng không? Trời ơi, chờ hành lý. Ôi ôi, chờ hành lý ký gửi đúng không? Quá trời luôn. Mà anh chị nào đi trong nước thì nó đỡ ha, mình đi quốc tế, trời ơi, đi nước ngoài, đi quốc tế là tới sân bay trước 3 tiếng bạn ơi, 12 giờ mới bay mà trời ơi, 8 giờ 7 giờ là lật đật đúng không, là phải 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 từ nhà đúng không, đi lên taxi đi ra sân bay đúng không, tới 9 giờ là phải có mặt đúng không đó. Xong rồi chờ, chủ yếu là chờ mất 3 tiếng chờ chờ soát vé, chờ gửi hành lý. Gửi hành lý xong tới cổng thứ hai là cổng xét duyệt passport đúng không ạ? Xét duyệt passport, xét duyệt chứng minh thư đó. Đó, anh chị nào đi nước ngoài thì mình dùng passport đúng không, đi trong nước thì mình dùng chứng minh thư. Trời ơi đúng không, chờ tiếp bạn. Chờ tiếp, chờ thì quá trời đúng không, rồi quá trời. Mà Việt Nam mình nó bị một cái á, nó không có được như nước ngoài anh chị. Như nước ngoài thì nó sướng ở chỗ là ví dụ như những cái người mà passport, ví dụ như Singapore đi, bạn là có passport của Singapore thì bạn sẽ được đi cổng riêng, hay là bạn là có passport của Japan đúng không thì bạn được đi cổng riêng, hay là nó có cái quyền ưu tiên cho người dân của nước đó. Nước mình chưa có. Nước mình là bạn là người Việt Nam, bạn đi sân bay Việt Nam nhưng mà bạn vẫn xếp hàng như người nước ngoài luôn. Như vậy á, nó không có được cái quyền lợi ưu đãi như là mấy cái nước khác. Huy để mắc cười, Huy thấy rất là hay là khi mà nhiều người đó, họ 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 có passport của ví dụ như họ ở ở Nhật Bản, họ là người Nhật, họ lấy passport Nhật Bản thì họ đi cổng riêng, họ đi rất là nhanh. Đi vé thường nhưng mà vẫn được đi nhanh đó. Hay là đi Hàn Quốc cũng vậy, cũng có cái cổng riêng. Có nghĩa là người nào mà là người Hàn Quốc có họ có passport Hàn Quốc là họ sẽ đi cái cổng đó, đi cũng lẹ. Hay là Singapore cũng vậy đúng không? Cái này thì Huy thấy là Việt Nam mình nên cải thiện đúng không, nên cải thiện thêm để cho là mình cũng phải có cái gì tôn trọng người dân mà đúng không, cũng nó là cái lợi cho cái quyền ưu tiên cho passport Việt Nam chứ bạn.
mình cầm bắt bo Việt Nam người gì mà chả thấy có được cái lợi ích gì lắm đúng không? Đó là chờ, vậy chờ tiếp. Bị cái đó, bị chờ tiếp. Thế là sao? Chờ thêm một thời gian nữa. Chờ hết cái cổng hải quan rồi, vui không? Đi qua được cái cổng hải quan đúng không? Nhìn cái chú công an á, chú hải quan đúng không? Quét mặt nạ, nhìn mặt mình rồi thấy ok không? Ủa sao đẹp trai vậy? Ừ đẹp trai đúng không anh? Em đẹp trai đó. Đó, ok rồi, em đẹp trai quá mời em qua đúng không? Đó, cái là đi qua. Đi qua là sao? Đi qua thì vui chưa? Đâu có còn thêm cái hải quan nữa đúng không, có cái mà đi qua mấy cái máy á, đi qua cái máy coi bạn có mang đồ không, mang mang súng ống hay mang cái gì không đúng không đó. Ủa yếu tố an ninh mạng, đi qua coi đúng không, mang mang chai nước theo thôi, mang chất lỏng theo thôi là dục đó, hay là mang cái gì nó có vẻ như là chưa an toàn không dục, hay là mang cái gì kim loại không, vòng vàng một ngày bạn mang nhiêu, bạn mang có 10 gam vàng rồi mang đeo nóng vàng thì không cho qua luôn đúng không đó, biết đâu vậy á thì sao ạ? Mất thêm một cái khúc thời gian xếp hàng nữa, xếp hàng thêm khúc nữa. Rồi rồi xếp xong ba cái đó xong lại vô chưa khỏe, vừa chưa khỏe chân nè, vừa chưa khỏe người đúng không, trời trời quá trời cũng tại chờ anh chị chờ mệt đó, nóng mà nó nhiều yếu tố đó vô tới đúng không, mà gặp cái giờ cao điểm thì sao, không có chỗ ngồi, không có chỗ ngồi thì ok ngồi quán cà phê tốn thêm tiền, tốn thêm tiền thì tốn tiền thì không sao, nhưng mà ngồi quán cà phê hay là ngồi ở mấy cái băng ghế để chờ lên máy bay, nếu mà may mắn thì chúng ta tới cái lúc mà sẽ được lên máy bay, còn nếu mà gặp cái chuyện là xin cáo lỗi với quý khách, do tình trạng gì gì đó đúng không, nên chuyến bay nó chưa thực hiện được, sẽ bị delay giấy lái, giấy lái đúng không, ngồi chổng ghiền luôn, ngồi chổng vui luôn, nguyên ngày mất hết bao nhiêu thời gian chỉ để ngồi chờ sân bay thôi. Và sau khi mà được lên máy bay đúng không, lên máy bay thì cũng phải chờ tiếp, chờ nguyên cái hàng dài nè, chờ nguyên cái hàng dài để được lên máy bay thôi, chỉ để được lên máy bay cũng phải chờ nguyên hàng dài nữa. Rồi đi lên được máy bay rồi, vui không? Vui rồi, tới đó là ok đó, tới đó là tạm thời ok. Còn nhưng mà đó là nếu anh đi chị đi nước ngoài, không đi nước ngoài thì mình được đi ống, còn anh chị đi trong nước đó, thì chúng ta để ý là nếu anh chị nào đi trong nước đó, thì mình thấy là vui lắm, bạn bạn đi đi qua được cái cổng sáng vé, bạn phải đi xuống và đi lên một cái xe xe buýt đó, đó đi lên chiếc xe buýt, cái xe buýt đó nó chở chúng ta ra chiếc máy bay, cái khúc đó là Huy thấy nó chua lè luôn á, chua theo đúng nghĩa đen luôn á bạn, trời ơi, đi đúng chua luôn, trời ơi, đi xe buýt, cái xe buýt đó là coi như là nó nhét cho hết người lên luôn, nó mới cho chạy nha. Huy để ý là đi 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 là coi như là có đông cỡ nào, có nín thở hay là có bị cái gì, trời ơi nó nhét cho chừng nào mà lên hết được rồi nó mới cho cái chiếc xe buýt đó, tiết kiệm mà nó tiết kiệm đó, nó tiết kiệm nhân công, tiết kiệm tiền xăng xe đó, cho nên là dồn hết người trên máy bay lên một chiếc xe chở tới. Rồi lúc đó là coi như là có mấy anh em đúng không, hay là mấy chị nữ đúng không, trời ơi cái mùi đúng không, cái mùi từ body của họ đúng không, dơ lên một cái trời ơi bao nhiêu hương thơm đúng không, trời ơi mà không có thở được, nó đóng kín mít luôn mà nó nghẹt, quay bên nào cũng dính, quay bên trái dính người này, quay bên phải dính người kia, đằng trước dính người nọ, quay đâu vợ không quay đâu được hết á. Mà lúc ở ở đó mà có ai thả bom một cái là thôi nguyên xe lên đường hết, khẳng định luôn, kinh quá trời ơi, ghê quá mày đó đó, cái lúc đó mới là cái lúc mà nó thấy nó dài như cái gì, nó vừa dài nó chưa khỏe luôn, thấy là cái vụ đó đó, cái vụ đó là thấy nó cũng chưa khỏe luôn đó. Thì đó là cái trường hợp khi mà chúng ta đi vé economy, vé thường, vé thường, vé thường ha. Còn bây giờ mình nói tới trường hợp là mình đi vé business đi. Bao nhiêu số chị đã đây đã đi vé business rồi. Đó. Trời ơi. Vé business thì sao ạ? Đi business thì đầu tiên ha. 9 giờ. Ví dụ như 12 giờ là bay thì 11 giờ mình tới cũng được không sao hết đúng không?
Ủa mình tới sớm được không? Tới sớm cũng được, tới sớm cũng được, không sao hết. À, tới trễ cũng được, không có sao hết. Đó, tại vì sao? Vô một cái có cửa riêng mà. Mua mua vé với lại check hành lý ký gửi á, cửa riêng. Cái đường riêng luôn, vô một cái là Airboss nè, VIP nè, đã Business Class nè, VIP only, chỉ có VIP thôi nha. Vô đây không thấy ai, có mình. Tại chuyến bay 120 hành khách có 10 người à. Có 10 người, có mấy người, người ta lên trước, có mấy người, người ta lên sau mà. Ừ, mình vô cái có mình à. Vô kịch cái đúng không? Đó, bọn xiên vàng. Đó, đi Việt Nam là thì bọn xiên vàng đúng không? Rồi, mời anh, mời quý khách gì các kiểu đúng không? Rồi, đó, xong rồi sao? Đi lên, đi qua hải quan cũng đi cửa riêng luôn. Đi qua hải quan anh chị để ý, nếu mà anh chị nào có đi nước ngoài anh chị để ý là ủa sao lúc mà mình đi cái vé thường ha, mình trời ơi lâu quá vậy, trời ơi gì lâu vậy, trời trời ơi con ơi, con sao vậy con, rồi từ từ con không sao đâu con, tới chưa mẹ, chừng nào đi, con mỏi chân quá vân vân không. Mình trong môi trường đó mình không thoải mái lắm. Tự nhiên mình nhìn qua bên cái hàng business, những tài phiệt đúng không, những giám đốc hay doanh nhân không biết, mặc đồ vest rồi cầm cặp rồi cầm điện thoại, alo alo, tôi đang chuẩn bị lên chuyến bay này này, excuse me, I'm going to the boarding 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 time is coming, come. Cái gì đó nó vậy, trời hãy ngọc rồi ha, mà đi vô đã lắm kìa, đi vô cái vịt kìa đúng không. Đó, cái mình te te chạy qua, cái chỗ này trống anh đi, có mấy người mắc cười không, ủa chỗ này trống rồi, trống anh đi, chạy qua xong VIP only. Oh, okay. You go over there. Ở đây chỉ có cho VIP. Chúng tôi chỉ phục vụ cho VIP cổng này thôi. Bạn thử của anh chị. Nghe buồn ghê ha. Nhưng mà thôi không sao, đúng không? Giờ chịu thôi, giờ sao? Có nhiều tiền thì đi 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 business nó vui hơn. Đó, cái vô kịch, vô cái nhẹ nhàng luôn, hiểu không? Vô cái kịch luôn. Không có phải chờ đợi đi, đi đi một đường luôn, gọi là đi một đường lên luôn máy bay luôn á. Quá trời đã luôn. Đó xong rồi sao ạ, đó đi qua cái cổng hải quan rồi check hành lý đúng không, cũng cửa riêng luôn, vô kịch qua luôn. Ô vô rồi, tới rồi, nhanh vậy, ý còn mình tới sớm quá, mình tới sớm tới tới mấy tiếng làm giờ sao, không sao đâu bạn, à chúng ta có phòng cho VIP đúng không, phòng cho khách VIP, chúng ta vào đó thì sao, à bông sen vàng đúng không, à ngồi đó thì thứ nhất thì Huy nói thì ở trong nó quá đã luôn, ở trong nó như khách sạn 5 sao vậy, trời ơi nó bày buffet ra, không buffet đồ ăn, anh chị muốn phở có phở, muốn mì gói có mì gói luôn, anh chị muốn ăn rồi thịt cá rồi gà bò rồi heo có hết luôn, rồi trái cây muốn ăn cây trái cây rau củ gì có hết luôn, chỗ bày buffet sẵn nó luôn rồi. Còn nước thì trời ơi, muốn uống Coca, Pepsi, Sprite rồi trà tắc trà sữa gì nó có hết luôn. Nó dạ nó đã vậy đó. Ừ phòng business nó có hết tất cả mọi cái thể loại cho anh chị luôn. Wifi thì coi như là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Mà sao? Trời ơi ngồi ghế đệm mới lạnh ha. Đúng không? Sạc pin điện thoại các kiểu, ngồi đó nguyên ngày cũng sao, thiệt luôn. Cái gì máy bay có delay bao nhiêu á, đâu có sao đâu, tôi ngồi tôi chơi tiếp. Ừ, ngồi không gọi điện có thời gian. Thứ nhất, mình tiết kiệm thời gian. Mình tiết kiệm thời gian anh chị nhé, thay vì mất 3 tiếng xếp hàng chúng ta có thể tới sớm như vậy, chúng ta đi 3 tiếng đó chúng ta ngồi, chúng ta ngồi trong cái không gian đó, chúng ta uống trà hay là chúng ta gọi điện thoại, chúng ta làm việc với lại đối tác, nó hoặc là không làm việc thì đọc sách cũng được, nó tối ưu hóa thời gian hơn, nó tuyệt vời hơn đó. Rồi xong thì sao ạ, à tới tới giờ bay thì sao, như 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 đi vé thường á, tới giờ bay là coi như là nhìn phải nhìn cái bảng đúng không, nhìn cái bảng canh giờ rồi xong mà nó mà kêu đổi cửa một cái là trời ơi quán quán quá trời. Ê mày ơi, mày ơi đi đâu vậy, ôi cái bảng nó không đúng, bây giờ phải nghe loa phát thanh, mà cái bà nói cái loa phát thanh thì bà nói cái tiếng gì á, bà nói mà nó bị rè rè á, trời ơi, nhiều lúc mình phải nghe mấy chục ba bốn lần luôn mình mới biết là nó là nó chiếc máy của mình à, tại vì nó quá nhiều hãng hãng máy bay anh chị, trong cái sân bay thì nó quá nhiều hãng máy bay luôn, mình đâu có biết đâu, nó ví dụ như Việt Nam Airlines, Z rồi Bamboo rồi rồi Pacific rồi đủ thứ đúng không? Cái đó đi trong nước là nó ít nha, đi nước ngoài nó có còn nhiều cái nữa,
Thai Airways rồi Emirates rồi Singapore Airways rồi Malaysia Airways rồi Air Asia rất quá trời luôn, từ dính 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 tới cái máy bay của mình. Lúc đó mình à, nghe không kịp, nghe không kịp cái phải chờ nó nguyên đợt nữa đúng không, đó mất thời gian. Thì tôi phải chạy đi kiếm cái cổng rồi này nọ. Còn khi mà mình ở trong business thì sao? Ủa có chuyện gì không em? Không sao anh, đợi cổng mà tí em chỉ cho. Ôi mà không không cần, không gọi là nó yên tĩnh, nó đã lắm anh chị, không có phải mà ồn ào xô bồ ở ngoài đâu. Mình ngồi trong đó không, có khi là nhiều lúc mình quên á, mình quên thời gian á, thì có cái bạn tiếp tân đúng không, bạn nó biết mình là đi chuyến nào, là à sẽ tới là anh chị ơi à đã tới giờ lên máy bay rồi, à mời anh chị mình đi tới cổng bao nhiêu đó, thấy không, thế là mình đi thôi đó. Mà đi thì sao, à tới cái lúc mà đi ra soát vé thì mình cũng đi cửa riêng đúng không, đi cửa riêng. Và cái lúc mà từ từ cái sân bay đi ra trên máy bay á thì à, mấy anh chị nào đi hạng thường thì phải chui vô xe buýt đúng không, nó chưa khỏe. Nhưng mà business thì sao, à chúng ta có xe limousine chúng ta chở riêng đúng không, mình ngồi nó thoải mái hơn. Cái xe xe limousine mà mình được ngồi, mình không phải đứng đúng không, hành lý có người cầm giùm lên đó. Rồi sao à, lúc mà đi á thì chiếc limousine đi trước, chiếc limousine chạy trước tới trước cho khách hàng business lên trước, first class lên trước rồi, thì lúc đó nó mới thả cho chiếc xe buýt kia đi. Cái chiếc xe buýt đi là phải chờ không, mình có lên chiếc xe buýt tới sớm hay trễ thì nó cũng phải chờ đủ khách nó mới chở mình đi. Ai lên sớm là coi như là trời ơi hết mùi đã luôn luôn đó. Thì nó quá đã anh chị, nó quá đã luôn. Mình vừa tối ưu được thời gian mà mình lại à vừa có được cái trải nghiệm nó tốt nhất. Thì à, như Huy chia sẻ anh chị là vậy, tiền thì không mua được thời gian, nhưng có thể giúp ta có thể kéo dài cái thời gian của chúng ta hơn. Chúng ta sẽ có thêm những cái thời gian để chúng ta làm những cái việc nó có ích, nó có lợi, mà chúng ta tối ưu hóa được cái thời gian của mình thay vì mất những cái thời gian chờ đợi gì vậy. Nó quá mất thời gian anh chị đúng không. Và một cái điều nữa à, nói về cái thời gian thì chúng ta cũng biết là thời gian thì cũng là hữu hạn. Vậy thì để cho chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn thì chúng ta cần phải à tập trung vào sức khỏe ha. Sức khỏe vô cùng quan trọng anh chị. Anh chị cứ hình dung là gì, à một con người á, nếu như mà anh chúng ta biết cách có những cái giai đoạn của cái việc ăn uống. Ở cái giai đoạn 1 là giai đoạn là chúng ta cần ăn no, đó là giai đoạn nghèo đói. Thì khi mà mình chưa được dư dả, chúng ta cần là chúng ta cần ăn no, đó là giai đoạn cái cấp gọi là cấp cơ bản nhất là cần ăn no đúng không ạ. Đến cái level 2 của nói về cái việc ăn uống thì đó là ăn ngon ăn sướng đúng không ạ. Đó level 2 là ăn ngon ăn sướng đúng không, hay gì là ôi ăn cái món này không có ngon thì tôi phải ăn món này món kia, nó phải có thế này thế kia nó ngon hơn, nó thích hơn. Thì ở cái đó là ở cấp độ số 2. Thì đa phần á, những cái người ở cấp độ số 2 á là những người mà chưa được khỏe. Chưa được khỏe anh chị. Anh chị để ý đi, nếu mà nói về ăn ngon chúng ta thấy rằng là à những cái thức ăn mình ăn ở châu Âu, mình ăn ở Việt Nam cũng đã ngon rồi ha, mà mình đi châu Âu mình ăn đồ ăn cũng rất là ngon, mình đi ăn Nhật Bản cũng rất là ngon, mình đi ăn ở Hàn Quốc rất là ngon, mình đi ở nước nào cũng thấy ngon hết đúng không. Còn cái mấy bên Trung Đông thì Huy thì không có hảo lắm thôi, mình nó hơi lạ, nó hơi lạ thôi. Chứ nếu mà anh chị nào biết thưởng thức thì có thể là sẽ thấy nó ngon đúng không ạ. Thì mình mới thấy là ừ ăn ngon lắm nhưng mà trời ăn quá trời luôn, ăn quá trời luôn, ăn nhiều quá là sao, ăn sướng cái mồm nhưng mà cái thân mình tương lai nó chưa khỏe anh chị. Tại vì có những thứ đó, nó giống như là anh chỉ hình dung là cái một trong những cái món mà mình phải nói là nó rất là ngon và nó rất là truyền thống của người Việt Nam chúng ta, đó là cái gì ạ, à thịt kho tàu đúng không, thịt kho hột vịt. Thì cái món đó mà không có thịt mỡ thì nó không ngon được, mà Tết nào chúng ta cũng ăn, mà Tết nào mà không có cái đó là thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mà ăn với cơm trắng với dưa thì đúng không, trời ơi nó đỉnh cao, đó là cái gọi là tuyệt vời tuyệt hảo của ngày Tết. Nhưng mà bạn biết rằng là ồ ăn cái đống đó vô là chưa khỏe đó đúng không, tinh bột nè mỡ nè
Đó, dưa chua cũng không tốt cho sức khỏe đâu nha bạn. Nghiên cứu khoa học rồi đúng không? Dưa chua ăn vui thôi chứ ăn nhiều không tốt đâu nha. Ăn ăn nguyên cái đống đó vô đúng không? Mà Tết ăn quá trời luôn. Hỏi sao? Em ơi đúng không? Trước Tết thì ôi body thon gọn đúng không? Rất là đẹp. Sau Tết thì hình như em mới lên mấy ký, cỡ nào cũng lên ký các bạn. Bạn có tập thể dục hay bạn cái gì mà ăn đó vô là cũng lên ký hết. Mà nó không tốt. Nó không tốt với sức khỏe. Nó không tốt tí nào. Vậy thì ở cái cấp độ số 2 á, cái mức độ cái cấp độ số 2 của việc ăn uống đó là chúng ta ăn những cái món ăn nó ngon miệng. Nhưng mà anh chị không nên là quá gọi là dùng nó nhiều quá. Bởi vì chúng ta phải nhớ là gì? Còn cấp độ số 3. Cấp độ số 3 là gì ạ? Cấp độ số 3 là những cái người họ ví dụ như là những quốc gia họ ăn để cho họ đẹp. Cấp độ số 3 là ăn để đẹp. Thì họ sẽ ăn những món ăn nó thứ nhất là nó ít dầu mỡ. Thứ hai là nó có những cái chất xơ, có những cái họ dùng thêm những cái thực phẩm, họ dùng thêm những cái điều mà nó tốt hơn cho mình. Thì cái đó rất là tốt nha, cái đó thì rất là tốt, họ đẹp. Nhưng mà nếu như mà anh chị không có nhiều tiền á, mình dùng những cái đồ mà nó giống như là cái đồ mà nó trôi nổi ngoài thị trường, những cái đồ nó không có thương hiệu, những cái đồ mà giá trị nội tại nó chưa tốt. Ví dụ như là mình dùng mỹ phẩm đi. Huy nói thật với anh chị là các chị em nào mà dùng mỹ phẩm á, thì anh chị hoặc là có mà bạn trai mà có tặng mỹ phẩm á, thì phải nói thẳng vô mặt vậy nè. Anh có tặng mỹ phẩm cho em thì một là anh tặng cho em đồ xịn, đồ hiệu, hai là cút đi, hai là nghỉ chơi vậy đó. Tại vì sao ạ? Trời, mỹ phẩm anh chị biết là mỹ phẩm, những cái loại mỹ phẩm mà nó không có chất lượng á, chuyên gia người ta test ra liền. Mà cái đó mình chét lên người, mình bôi lên mặt, mình bôi lên môi, mình bôi lên cái người của mình nè. Thì sao ạ? Có thể là bây giờ nhìn nó đẹp á, nhưng mà 2 năm sau, 3 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau nó xuống cấp dễ sợ luôn. Nó không có đến từ gốc rễ mà nó là cái phản ứng hóa học á. Bỏ vô cái trắng liền đúng không? Rồi xong. Nó nhiều cái yếu tố không tốt lắm. Nhưng mà cái đó là mình nói gì mình có thể mình thấy hơi khiếm nhã không có anh chị. Trời ơi, anh ơi, anh tặng son cho em, anh tặng son cho em xịn đi. Anh tặng son và son dởm á. Em nói thiệt nha. Mình bôi cái son dởm đó là chúng ta có cái nụ hôn đó là anh lên đường đầu tiên đó. Chứ em có cái đồ dưỡng môi à, em không sao. Chứ anh là lên đường đầu tiên. Đúng không? Trời ơi, cái đó là em nghĩ cho anh đó, hiểu không? Các chị em thấy hợp lý không? Hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Đó, nên là sao? Đã dùng mỹ phẩm hay là gì thì làm đẹp đúng không? Đồ xịn đi, đồ tốt đi, đồ chất lượng đi. Chứ mấy cái đó là không có giỡn được. Đúng không? Thì có nhiều người sao? Họ dùng, họ ăn để họ đẹp. Thì nó rất là tốt, nhưng mà nếu như mà trong một số người họ không có nhiều tài chính, họ không có kiến thức đó. Họ dùng thì nó chưa chắc nó khỏe nha. Đẹp nó chưa chắc đi chung với khỏe anh chị nhé. Tại vì đẹp là đẹp dài hạn hay là đẹp ngắn hạn nó khác nhau, đúng không ạ? Thì ở cái mức độ ăn uống cái cấp cao hơn, cái mức cao hơn nữa là mức số 4. Có nghĩa là sau như người Nhật, như những người Nhật Bản, nếu anh chị để ý là người Nhật Bản á, tháng 1 năm 2019 thì câu lạc bộ của chúng ta là có tới Nhật Bản chơi và trượt tuyết tại núi Phú Sĩ. Thì chúng ta thấy rằng là ở Nhật Bản thì nó rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Và nó không chỉ đẹp ở cái phong cảnh hay là những cái mà trải nghiệm hay là những cái mà cái văn hóa hay là món ăn đúng không? Mà nó còn đẹp ở con người nữa anh chị, không phải nói là người Nhật cũng đẹp lắm á. Người Nhật ngày xưa anh chị họ bị gọi là dân lùn, tại vì dân nó thiếu dinh dưỡng, dân nó bị thiếu dinh dưỡng anh chị. Cái đất nước chả có cái gì hết, đất nước nó chỉ có sóng thần với lại có động đất với lại núi lửa, nó họ chưa có chịu quan tâm tới dinh dưỡng cho nên là bị gọi là dân lùn. Nhưng mà cho những cái từ khi mà người Nhật á, họ phát triển hơn, họ bắt đầu nghiên cứu hơn và họ quan tâm về sức khỏe hơn, thì bây giờ qua đó trời ơi, Huy nói thiệt với anh chị luôn, mình ngại luôn á.
Mình ngại luôn á. Huy ở Việt Nam không? Huy thì cũng 1m76 không? Ở Việt Nam thì mình xem như là mình cao rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mình đi châu Á, mình đi Thái Lan nè, mình đi Singapore, mình đi Hàn Quốc, hay mình đi đó là Philippines, vân vân. Mình đi những cái nước xung quanh là người châu Á, mình thấy ô mấy người mà cao lắm này nó cũng cỡ mình, cũng cao tí, lâu lâu gặp đứa cao hơn mình, nó hiếm lắm. Ngoài Nhật trời ơi, con gái nó còn cao hơn mình nữa. Trời ơi, ở đó mà mấy chị nữ chân dài đúng không, da trắng mặt xinh chân dài đúng không, trời ơi nó đầy luôn, đầy luôn. Thậm chí là gì, gặp cái bà cô 50 tuổi tưởng bà 20 tuổi bạn. Trời ơi, sao mà trẻ mà đẹp mà chân dài tới nách gì. Còn nam thì nam thanh nữ tú đúng không, trời ơi mấy bạn nam trời ơi đẹp trai đúng không, nhìn như là lãng tử như trên phim luôn. Mà cái đó là tôi ở ngoài đường, ở chỗ bình thường luôn á, ở chỗ bình thường thôi mà thấy sao người đẹp dữ vậy. Lúc đó mình mới mới gọi là mới thấy là trời ơi má ơi, nó đỉnh cao, gọi là một cái sự đỉnh cao luôn. Mà dân số ở đó thì anh chị biết rồi, cái người Nhật á, cái tuổi thọ của trung bình của họ là cao nhất hành tinh này. Có nghĩa là họ vừa trẻ, vừa sống thọ nữa, khỏe mạnh nữa. Quá trời luôn. Mà qua bên đó người thấy trời ghê quá. Cái ông mà lái xe, có cái bác tài xế mà lái xe để chở mình đi từ chỗ này ra chỗ kia, trời ơi, cha nội đó 70 tuổi bạn, 70 tuổi lái xe, trời ơi, quốc dư phát đèn vui lớn, quốc trời, nhiều lúc mình thấy trời ghê vậy. Má ông nội này, ông nội này cho 70 gì, ông này chắc 30 chứ, quốc lái ghê lắm, trời ơi, lái mà đỉnh cao luôn. Mà sao mà anh chị hiểu không, ở đó trời tuyết, tới lúc mà mình lên núi Phú Sĩ á, trời ơi, núi Phú Sĩ thì vừa lạnh, lạnh tuyết, tuyết lạnh quá trời lạnh luôn. Lạnh mà lúc đó trời, nguyên cái đoạn mình đi nguyên ngày đó về nào không thở hết, leo núi có thì mệt quá, quá đi trượt tí xong rồi té lăn vòng 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 vòng, trời ơi, vừa vừa lạnh mà vừa chơi chơi, kiểu trước giờ chưa, nhiều nhiều bạn trong câu bộ chưa có chơi trượt tuyết á. Huy Huy là lúc đó Huy cũng chơi dữ lắm, bộ té mấy vòng luôn, vui lắm không, trời ơi, vui vui lắm. Trời ơi, lâu lâu ở Việt Nam mình đâu có được chơi đâu, qua đó chơi cho đã, trời ơi chơi xong mệt quá trời mệt luôn, về không trời, xách hành lý đâu nổi đâu. Trời, bác tài xế đúng đúng siêu 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 nhân luôn. Ổng hả, một mình cầm mấy cái hành lý kéo rồi. Thế ơi, Huy phải nói luôn, mấy cái hành lý mà của Huy hay Diễm là toàn là 30 kg trở lên, 30 kg là maximum đúng không? Đó, mang mấy cái ổng kéo lên đi chứ, ổng kéo hết nguyên xe lên luôn. Mà mình á, mình tới mình phụ á, ý đó là mình tới, ừ để tôi lấy cái hành lý của tôi mang theo. No no no, tụi bay nghĩ tao dài không, tao còn khỏe lắm. Một mình ông nội đó đó, ông nội 70 tuổi đó, ổng kéo hết cái xe hành lý đó vô trong sảnh luôn. Trời ơi, quá trời luôn, là quá trời khỏe luôn, 70 tuổi với bạn. Xong mình mới thấy là ngưỡng mộ, hay hay quá. Thì lúc mà mình có cái người bạn là người Nhật á, khi mà Huy Huy đi sang Úc á, thì Huy có tham gia những cái câu lạc bộ về từ thiện, những cái câu lạc bộ mà hỗ trợ cho cộng đồng, phát triển cộng đồng đúng không, nói chung là cái hoạt động ngoại khóa đó. Thì khi mà mình thấy là khi mình gặp mình nói chuyện thì có mấy bạn nữ bên Nhật á, ồ mấy bạn dễ thương lắm anh chị, trời mấy bạn dễ thương lắm. Thì khi mà nói chuyện với mấy bạn đó thì sao, người Nhật nó dễ thương nha, người Nhật nó rất là dễ thương, rất là thật sự luôn. Nó không giống như là mấy 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 mấy, mấy cái nước khác lắm đâu. Mấy nước khác thì cũng ok, nhưng mà đa phần là Huy gặp là người Nhật là hầu hết là Huy gặp 10 người hết 10 người là dễ thương rồi. 10 người có cái thái độ, cái lễ độ, cái cách ứng xử họ rất là tuyệt vời luôn. Thì rất là hay ở chỗ là gì, wow, khi mà họ ăn á, khi mà các bạn đó mấy bạn ăn á, là các bạn ăn rất là từ tốn và ăn toàn là những cái thực phẩm nó tốt không? Ăn trái cây đúng không, ăn rau củ. Mà ăn ở Úc nha, Úc là gọi là cái nơi mà không có cái đồ mà tốt lắm đúng không, đa phần là cái đồ mà cheese nè, à burger đúng không, burger cheese rồi cái gì đó toàn đồ mặn mặn. Mà anh thì thấy người Úc là cái nơi mà phải nói là hình như 30% dân số Úc là nó béo phì đó. Huy nhìn Huy vậy chứ Huy qua Úc nhìn Huy nhỏ xíu à, tại vì ngỗng bự chà bá lửa chủ quá trời luôn đó. Thì mình mới thấy là gì, à xong mình mới hỏi là ủa sao mấy bạn ăn, sao mấy bạn ăn như vậy đúng không,
à, tại sao mấy bạn ăn cái bữa ăn ví dụ như à những người khác là họ ăn cơm, họ ăn mì, họ ăn quả burger, họ ăn gì đó, sao các mấy bạn ăn trái cây vậy, sao có đủ sức, đủ sức đúng không? Hồi đó mình nghĩ là hồi đó là lúc đó hồi chưa có tư duy kiểu thấy là chỗ mén là phải phải có sức, cứ phải ăn cơm vô mới có sức, phải ăn thịt vô mới có sức. Bây giờ có tư duy mới thấy là họ nói đúng. À, chúng tôi ăn những cái này là vì người Nhật, vì nước Nhật. Có nghĩa là họ ăn những cái món ăn đúng không? Họ ăn những cái món ăn nó tốt cho sức khỏe là để cho họ có sức khỏe. Họ có sức khỏe để là họ làm gì? Để họ có thể cống hiến được cho đất nước của họ. Để họ có thể có cái tuổi thọ dài hơn và họ có thể là gì ạ? Có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho đất nước của họ. Trời ơi, mình thấy cái tinh thần dân tộc nó vãi chưởng, nó quá hay luôn á. Có nghĩa là họ không không họ dùng sức khỏe cho họ là cái chuyện là tốt rồi, mà họ làm cái điều đó là vì dân tộc của họ. Anh chị thấy ghê không? Cho nên là lý do mà tại sao mà Nhật Bản nó không có cái gì đó, nó không có rừng vàng biển bạc, nó không có sông suối, nó không có cái gì vui đó. Nó chỉ có là thiên tai lũ lụt rồi động đất thôi, mà nó lại là cái nền kinh tế đứng thứ ba thế giới. Nó thua có mình, nó chỉ thua có mình Trung Quốc à. Nó thua Trung Quốc với Mỹ à. Mỹ số 1, Trung Quốc số 2, số 3 Nhật rồi. Vậy mới đỉnh anh chị, vậy mới đỉnh. Thì mình lưu ý cái gì, mình thấy là gì, trời ơi, thì cái ở cái cấp cuối cùng trong việc ăn uống đó là sức khỏe. Đó là mình ăn để mình khỏe. Đúng không? Mình ăn để mình khỏe. Đó. Thì mình thấy là gì? Ăn uống thì ngon không? Ngon. Đó, nhưng mà khỏe không? Khỏe, vậy là tốt. Còn những món ăn mà ăn uống ngon không? Ngon. Không khỏe, thôi anh ăn khác. Không, anh chị để đi. Bây giờ mà ai mời Huy ăn cái gì đó, Huy Huy phải 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 hỏi trước cho ăn gì vậy? Ổn không? Ừ. Thôi chúng ta nên ăn cái khác. Mình đừng, mình không có dành thời gian nhiều để mình ăn những cái món ăn đó. Đương nhiên là chúng ta có thể thưởng thức đúng không? Thưởng thức những cái bữa ăn rất là ngon, nhưng mà nó nên nên tốt cho sức khỏe anh chị. À, còn trong cái trường hợp ví dụ như cho những buổi trưa, buổi sáng, buổi trưa mà mình làm việc á, thì à thay vì lại có những anh chị thì mình đi làm, mình phải xếp hàng nè, mình phải chờ ăn uống này nọ, mà ăn thì cũng phải khoảng là 30 phút. Một bữa ăn trưa khoảng 30 phút. Ăn 30 phút xong có làm việc được chưa? Chưa. 30 phút xong là còn phải ngồi đúng không? Thở đúng không? Ngồi tiêu hóa, tiêu hóa, tiêu hóa. Tiêu hóa thêm 15 phút, có những người 30 phút, có những người nó ngủ luôn, nó ngủ 2 3 tiếng sau nó mới dậy. Trời, nó mất hết cái khoảng thời gian buổi trưa, nó mất thời gian như vậy. À, thì nhưng mà đầu tiên thì cái điều đó thì nó ảnh hưởng tới cái thời gian của chúng ta. Nhưng mà cái việc mà ảnh hưởng thời gian thì nó chưa quan trọng bằng là gì. À, ví dụ như Huy, mình bữa trưa mình nếu mà mình đang làm việc, mình đói bụng thì sao? À, mình cứ xách, mình cứ lắc, mình pha 5 phút. Hôm bữa anh chị thấy đó mà đó, mình uống 5 phút thôi, mình vừa no vừa nhanh mà vừa khỏe. Và có thể là gì, anh chị có thể để ý là mình dùng những cái thực phẩm như vậy á, nó tốt, nó dinh dưỡng tốt và nó không có những cái cholesterol, nó không có những cái chất nó không 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 hỗ trợ cho sức khỏe của chúng ta. Thì sao ạ? À, thứ nhất mình tiết kiệm được thời gian. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là gì? Tuổi sinh học của mình á, nó sẽ trẻ hơn và mình sẽ khỏe hơn. Mình sẽ khỏe hơn và cái tuổi thọ của mình á, nó sẽ dài hơn những người kia. Đó là một cái cách mà để chúng ta có thể là quản trị thời gian nó tốt nhất, kéo dài cái khoảng thời gian của chúng ta tốt nhất. Đó, thì đó là Huy chia sẻ thêm về à một số những cái về dinh dưỡng ha. Anh chị có thể thấy rằng là à chúng ta à, nếu như tốt nhất chúng ta hãy nhắm tới cái việc là gì? Ở cái mức số 5. Dinh dưỡng ở mức số 5. Đó là tốt nhất. Thì như vậy thì chúng ta vừa có nhiều thời gian hơn, tiết kiệm được thời gian hơn và chúng ta là gì ạ? À, lại kéo dài tuổi thọ hơn. Hãy nhớ là gì ạ? À, learn smart, học thông minh. Work smart, làm việc thông minh. Play smart, chơi thông minh. And invest smart,
đầu tư thông minh thì chúng ta sẽ có kết cục của người thành công, sẽ có kết quả thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn, được không ạ? Rồi rồi à, những chị mình mới vào thì mình có thể là livestream và tag tên những bạn của mình vào để chúng ta có thể là bạn bè chúng ta có thể nhận được những giá trị tốt nhất ha. Ok chưa? Rồi rồi bây giờ thì ngày hôm nay đúng không ạ? Tiếp tục cái câu hỏi ban nãy Huy chia sẻ, khi mà vậy thì tiền có thể không mua được thời gian nhưng cũng có thể là kéo dài được hơn và có thể giúp hỗ trợ để chúng ta có thể có được thêm thời gian. Tiền có thể không mua được sức khỏe nha, nhưng có thể hỗ trợ cho chúng ta về sức khỏe. Có phải rằng là chúng ta có nhiều tiền hơn, chúng ta giàu có hơn, chúng ta làm gì ạ? Chúng ta có thể tự do thời gian. Và khi chúng ta tự do thời gian thì chúng ta có thể là dành cái thời gian của mình có thể đi chơi thể thao, mình có thể đi tập gym, mình thậm chí bây giờ anh chị chưa có kiến thức về dinh dưỡng, chưa có kiến thức về sức khỏe đi, chúng ta bỏ tiền ra thuê PT được không? Chúng ta thuê chuyên gia dinh dưỡng không? Như tỷ phú Lâm Nguyễn Diễm, bạn Diễm á, anh chị thấy là trời, vừa đẹp vừa khỏe luôn, nhưng mà chưa biết là trời, bạn ấy bỏ tiền ra thuê nhà vô địch luôn, gọi là thuê cái người mà huấn luyện viên mà gọi là thể hình của Diễm á, là thuê luôn cái cô đó là nhà vô địch luôn á, lên TV vậy đó. Cái cô đó lên TV đó, đó là huấn luyện trực tiếp cho Diễm luôn, cho nên Diễm mới khỏe đẹp vậy, từng người thành công luôn á, thấy không? Mà thôi thôi vậy, có tiền mới thôi vậy được, đúng không? Thì đó có nghĩa là sao? Tiền không trực tiếp mua được sức khỏe nhưng có thể hỗ trợ và công cụ để hỗ trợ cho chúng ta có được sức khỏe, anh chị hiểu không ạ? Đấy thì lúc đó chúng ta có chuyên gia dinh dưỡng riêng cho mình, hỗ trợ chúng ta những bài tập hay là ăn uống như nào đó nó phù hợp, có dinh dưỡng tốt hơn, hay là gì ạ? Anh chị có cái, chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta cũng sẽ có thể là dùng những cái thức ăn, đúng không ạ? Những cái thức ăn, những cái thực phẩm nó sạch, nó tốt, thay vì là bây giờ bạn mua một bó rau muống ngoài chợ đi, bạn mua có 10.000 một bó à, nhưng mà nó lấy từ đâu bạn biết không? Nó xịt bao nhiêu cái đồ lên, nó đương nhiên thì chả ai nói là cái này có xịt xịt thuốc, ai mà bán được, cái này sạch lắm, đâu sạch lắm, tuyệt vời lắm, nhưng mà bạn có biết là nó từ đâu không? Bạn không có chắc được không? Nhưng mà bây giờ mua 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 trong 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 gì trong trong Vin Vin Phơ đúng không? Vin 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 Mạc, hay là mình mua trong những cái mà organic á, trời ơi, cái bó rau muống 30 ngày bán mắc quá trời, nhưng mà sao nó an toàn hơn, đúng không? Nó ok hơn đó, nó nhiều những yếu tố vậy đó. Với mình ăn uống thì nó cũng sạch hơn, nó cũng tốt hơn, nó cũng lành mạnh hơn, mình yên tâm hơn cho cái sức khỏe của mình, được không ạ? Đấy. Và hay về nói về sức khỏe thì chúng ta cũng thấy rằng khi chúng ta tự do tài chính rồi thì chúng ta không có bị lo, chúng ta không phải lo về cơm áo gạo tiền nhiều nữa, thì lúc đó chúng ta cũng cái đầu óc chúng ta cũng nó thư thả hơn, nó thư thái hơn, nó tự do hơn, nó thoải mái hơn, chứ lúc nào mà cũng cứ phải đau đau rồi suy nghĩ, má ơi giờ kiếm tiền kiểu gì đây, trời ơi giờ sao đây, tiền tiền đâu ăn ta, tiền đâu đóng tiền nữa, đúng không? Cứ 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 phải suy nghĩ như vậy đó, nó làm cho chúng ta là cũng cũng bị áp lực, bị stress, cũng không tốt cho sức khỏe. Thì nếu mà nói về sức khỏe thì sao? Có tiền có thể không trực tiếp giải quyết được sức khỏe, nhưng đó là cái công cụ để giúp cho chúng ta phát triển hơn. Phát triển có cái công cụ để giúp cho chúng ta hỗ trợ về mặt sức khỏe chúng ta tốt hơn, anh chị nhé. Rồi, vậy thì nếu như vậy thì vẫn có thể, đúng không? Nếu mà nói vậy thì tiền vẫn có thể giúp chúng ta giải quyết về vấn đề về sức khỏe hay là về vấn đề về thời gian, hỗ trợ được rồi. Nhưng mà có một thứ là tiền không bao giờ giải quyết được, theo anh chị là cái gì ạ? Có nha, có một cái thứ mà đúng không ạ, tiền không giải quyết được, theo anh chị là cái gì? Đó chính là, đúng không ạ, nếu mà anh chị có đọc quyển sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu của Tổng thống Mỹ tỷ phú la Donald Trump, viết chung với lại là Tài phiệt đô la được Robert Kiyosaki, thì anh chị cũng biết được là trong quyển sách này thì câu trả lời đơn giản, rất đơn giản thôi, là tiền thì không giải quyết được cái nghèo,
anh chị nha, tiền không giải quyết được cái nghèo anh chị. À tại sao ạ? Anh chị có hình dung là như thế này, bây giờ Huy sẽ cho anh chị một cái câu chuyện, một cái bài học thực tế ngay bây giờ, ngay lúc này luôn. Bao nhiêu trong số anh chị đã sẵn sàng cho cái bài học này, mình có thể comment tôi được không ạ? À tại sao không giải quyết được cái nghèo? Ủa, người ta nghèo thì cho tiền cho nó giàu lên là được chứ gì đâu. Nói vậy cũng đúng, đúng không? Nhưng mà đa phần mấy người nói câu đó là chưa giàu. Kỳ á. Đầu tiên nhé, có hai cách để giúp người khác. Cái thứ nhất, khi chúng ta gặp một cái người, một con người, chúng ta thấy rằng anh ta đang không có gì hết, anh ta đang đói bụng, anh ta đang cần, đúng không? Cần được hỗ trợ, cần miếng cơm để nhai, miếng canh để nuốt, vân vân, nói chung là chưa được giàu. Chúng ta nhìn những mảnh đời đó, chúng ta thấy thương mà. Họ lam lũ, họ vất vả, họ cũng chưa chưa được vui vẻ, trên cái nét mặt của họ không có cái niềm vui, không có nụ cười. Chúng ta rất muốn giúp họ, đúng không? Thì đa phần mọi người chọn cách thứ nhất, đó là chúng ta cho tiền họ, hoặc là hay là chúng ta gọi một cái phép ẩn dụ á, là khi một cái người kia họ đói bụng thì chúng ta cho anh ta con cá, đúng không ạ? Cho anh ta con cá thì anh ta có thể nuôi sống được cho anh ta được một vài ngày. Nhưng mà một vài ngày sau anh ta lại đói bụng tiếp, lúc đó thì làm sao ạ? Chúng ta lại cho tiếp, chúng ta lại nuôi tiếp. Và nếu như không phải một người mà anh ta có cả một gia đình, một đại gia đình, ba người vợ, mỗi người vợ có 5 đứa con, ai nuôi họ? Mình nuôi giùm luôn hả? Và anh thấy gì, đúng không? Đó là một gia đình. Bây giờ có 1 triệu gia đình như vậy, bạn có đủ tiền bạn nuôi hết không? À. Nhưng mà cuối cùng á, núi thì ăn cũng lỡ, đúng không? Núi thì ăn cũng lỡ. Không bao giờ. À lúc nào họ hết tiền, họ ăn hết cá thì lại phải cho họ tiếp. Đó là cách thứ nhất, và cách đó không giải quyết được cái nghiện. Nhưng cách thứ hai là gì ạ? Cách thứ hai là cái cách mà Huy và rất là nhiều người thành công, rất là nhiều triệu phú, rất là nhiều tài phiệt, rất là nhiều những người thành công trên thế giới, hay là như Tony Robbins, đang chia sẻ và đang hỗ trợ. Đó là thay vì chúng ta cho họ con cá, thay vì chúng ta cho tiền họ, chúng ta chỉ cho họ cách câu cá, chúng ta chỉ cho họ cách kiếm tiền. Và thậm chí là gì, mình chỉ cho họ câu cá rồi nhưng mà kiểu như họ không biết câu ở đâu, mình chỉ cho họ chỗ câu luôn. Giống như là chỉ cho anh chị cái tư duy, chỉ cho anh chị cái tư duy để anh chị kinh doanh, anh chị đầu tư. Thậm chí tôi chỉ luôn cho anh chị luôn là tiền ở chỗ nào nè, chỉ luôn anh chị dòng tiền đang chảy về đâu nè, tới đó lượm đi, chỉ tới vậy luôn. Thì như vậy sao ạ? À mình giúp được họ, mình giúp được họ, họ biết cách để họ nuôi sống bản thân. Và có thể sao ạ? Họ dạy lại cho 3 người vợ và 15 người con đó của họ, để cho cái đám đó cũng biết tự nuôi sống bản thân. Vậy có phải là giải quyết được cái nghèo chưa? Giải quyết được cho một gia đình thì sẽ giải quyết được cho rất 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 nhiều những người khác. Mà giải quyết cho một người được như vậy thì những người khác họ cũng sẽ làm được như vậy. Đấy. Thì cái cách thứ hai đó là sự giáo dục. Được giáo dục về tài chính, giáo dục về tài chính thì mới giải quyết được cái nghèo. Đó là lý do tại sao mà Huy muốn anh chị hiểu được rằng là cái điều mà chúng ta cần, cái điều mà không phải chỉ Việt Nam mà cả thế giới cần nha. À trong quyển sách Tại sao chúng tôi muốn làm giàu của Donald Trump, thì Donald Trump có nói là gì ạ? Khi mà bạn, những kiến thức chúng ta được học trong trường đại học, trường học có thể giúp chúng ta trở thành một người tốt, trở thành một người có đạo đức tốt, một người công nhân tốt, một người tốt. Nhưng trường học không giúp chúng ta trở nên thành công và giàu có. Đó là chuyện hiển nhiên. Tất cả chúng ta đều đi học.
và chỉ có một số người trong số chúng ta là những người giàu thôi, đúng không? Và rất nhiều bạn là thủ khoa. Việt Nam chúng ta còn có nhiều cái câu chuyện rất là tuyệt vời, đúng không? Không chỉ Việt Nam mà cả thế giới. Cô bé bán khoai đậu thủ khoa, học một thời gian sau thủ khoa quay trở lại làm bán khoai tiếp. Ok, nó vậy, nó kỳ á. Nhưng mà Huy đã từng gặp rất là nhiều người, họ học có thể là học chính quy, họ không có giỏi, nhưng họ tự học, họ tự học nha, họ đọc sách nè, họ học từ người thành công nè, họ tự học, học từ người thành công, họ tiếp thu những cái trí tuệ, những cái trí thông minh của những người giàu có và thành công, và họ ứng dụng trong kinh doanh, đầu tư. Họ thành công thì sao? Họ thuê nguyên đám thủ khoa làm cho họ luôn. Anh chị hiểu không? Vậy thì cái thứ mà không chỉ ở Mỹ mà cả Việt Nam còn cần hơn là Mỹ nữa. Đó là gì anh chị? Đó là cần một điều, đó là được giáo dục về tài chính. Chúng ta, cái thứ chúng ta cần không phải là cần cái việc để chúng ta giải quyết được cái nghèo đó, không phải là dùng tiền, mà là giáo dục về tài chính. Anh chỉ hình dung là mỗi người dân, anh chúng ta để ý đi, nếu như mà chúng ta học, đúng không, ví dụ như từ nhỏ tới lớn học 12 năm học ở trường học, bạn học được cái gì? Bạn học được rất là nhiều, học được rất là nhiều nha. Bạn học được lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, cách tính đạo hàm, đúng không, cách tính tích phân, cách vẽ hình học không gian, cách tính cái gì, tính ánh sáng nè, tính vật lý nè, vẽ điện nè, bạn biết về quần thể sinh viên lặn viên chọi, đúng không, ít y ít đi dép gì đó, đúng không, cộng 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 lại cái là đây ra nguyên tố gì, đúng không, bạn học được cái nguyên tố hóa học, đúng không, bạn tuần hoàn đặt hàng đẳng thức đáng nhớ, vân vân, đúng không, bạn học rất là nhiều đó. Bạn học về công nghệ, học công nghệ là gì, học theo thùa, đúng không, học theo thùa, học dinh dưỡng, nấu ăn các kiểu, vân vân đó. Chúng ta học 12 năm học, chúng ta học rất là nhiều, thậm chí chúng ta được học gì ạ, chúng ta học về văn học, những tác phẩm văn học của Việt Nam, những tác phẩm văn học của thế giới, đúng không? Đúng không? Từ cái tác phẩm văn học như là Tiểu đội sẽ không kính, những tác phẩm văn học như là Truyện Kiều, như là Bếp lửa, như là gì ạ? Đàn thuyền đánh cá, vân vân. Tại sao nhớ? Tại vì hồi lớp 9 học nhiều quá, học để thi mà. Tự nhiên nhớ, giờ còn thuộc luôn. Quá hay luôn. Đó rất là hay, rất là tốt. Đó là những cái chúng ta được học. Nhưng mà chúng ta không được học cái cách để làm gì ạ? Để giao tiếp. Chúng ta không được học để cách để việc ngoại giao thành công. Chúng ta không được học cái cách quản lý tiền và đầu tư tiền. Chúng ta không được giáo dục về tài chính. Chúng ta không có một tí kiến thức gì về kinh doanh. Và thậm chí là cả về cách bảo vệ sức khỏe của mình, cách để có một gia đình hạnh phúc, cái cách để giao tiếp với người khác, cái cách để được mọi người yêu quý, cái cách để có một cái cuộc sống tích cực, có không? Trường học không dạy chúng ta cái điều đó. Và việc của chúng ta là gì? Cái thứ mà chúng ta cần, cái thứ mà dân tộc chúng ta cần, đó là cần được giáo dục về tài chính. Cần được giáo dục về tài chính anh chị, và giáo dục tài chính đó là điều cực kỳ quan trọng. Tại vì một dân tộc giàu, mà mỗi người dân giàu có thành công, thì dân tộc đó mới hùng cường được. Và không thể giải quyết bằng việc là gì, không giải quyết bằng tiền được, phải giải quyết bằng giáo dục tài chính, được không ạ? Bởi vì chúng ta đều biết rồi, có rất là nhiều người là những người nghèo chung số, họ chúng số họ được thừa hưởng tài sản, được thừa hưởng gia sản, nhưng mà họ lại không có tư duy, họ không có kiến thức, họ không được giáo dục tài chính, họ ăn chơi chơi bời, một thời gian sau đi hết. Một ví dụ điển hình, công tử Bạc Liêu, anh chị biết cái câu chuyện về công tử Bạc Liêu không? Nổi tiếng quá, ai cũng biết, đúng không? Công tử Bạc Liêu thì phải nói là giàu, cái thời đó là phải nói là giàu nhất cái đất nước mình luôn á, giàu ngang vua Bảo Đại, là anh chị hiểu rồi, quá giàu đi.
Nhưng mà chưa tới một đời xài hết rồi. Có nghĩa là dù bạn có bao nhiêu tiền, dù bạn có trúng số, dù bạn là có được thừa hưởng tài sản, nhưng nếu như bạn không có được giáo dục về tài chính, bạn không có cái đầu tư duy nè, bạn không có khả năng quản lý, bạn không biết cách đầu tư, không biết cách vận hành, không biết cách mà dùng tiền á, thì sớm thôi bạn sẽ quay lại đúng cái mức, cái kết quả bên ngoài thì nó phản ánh cái tư duy bên trong. Nên là gì ạ? Thay vì chúng ta trở thành những người nghèo trúng số thì hãy giàu lên từ tư duy, từ tầm nhìn, và chúng ta giàu có từ bên trong ra bên ngoài. Tư duy tăng lên thì tiền tăng lên, tư duy tăng lên thì thành công tăng lên anh chị nhé. Rồi và đó là vậy thì thay vì chúng ta muốn giúp người khác thì thay vì chúng ta cho tiền họ thì chúng ta hãy cho họ tư duy, cho họ kiến thức, chỉ cho họ cái con đường. Còn cái người á, Huy nói nè, cái người mà nói là tôi cũng muốn giàu lắm, nhưng mà mình nói là gì? Bạn đọc sách đi, sách này giúp bạn thành công. Hơi mệt, không có thời gian. Thì người đó họ không muốn giàu đâu anh chị. Cho tiền luôn đi cho nhanh. Mấy mấy cái đứa đó là không bao giờ thành công được. Nó là nạn nhân nha, đó là tư duy nạn nhân. Mà nạn nhân thì lại hút thêm những điều chưa tốt. Và vô tình đó, nếu mà chúng ta biết sức mình thức rồi, anh chị cho tiền những người đó không có gì hết, đúng không? Không có gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã hiểu rồi á, họ nhận số tiền đó mà mình cho nhiều á, mình cho thường xuyên như vậy á, vô tình chính chúng ta là gieo cái hạt nạn nhân cho họ. Tại vì nhiều người được cho tiền nhiều ỷ lại, đúng không? Ỷ lại. Và sau đó là sao? Ui, đằng nào thì cũng sẽ có người giúp mình. Và chúng ta gieo cái hạt nạn nhân cho họ, và vô tình là mình lại gieo cái hạt không thiện, không tốt, không giàu có cho cái người đó luôn. Gieo những điều không tốt cho người đó luôn. Nên đó là lý do tại sao mà sao ạ? Mình hỗ trợ bằng cách tốt nhất là cho họ tư duy, cho họ kiến thức, cho họ tầm nhìn, để họ có thể tự trở nên thành công và giàu có, và họ sẽ giúp được cho nhiều người khác hơn. Lúc đó mới thật sự giải quyết được cái nghèo anh chị nhé. Ok chưa? Có cái câu chuyện này thì Huy nó chia sẻ như vậy thì đó là mới là cái lý thuyết thôi. Bây giờ cho anh chị trải nghiệm thực tế nè. Bây giờ có một cái câu chuyện để cho anh chị trải nghiệm thực tế. Giờ giả sử ha, cái câu chuyện này thì Huy có chia sẻ với những anh chị em thân cận. Bây giờ thì Huy sẽ chia sẻ ở livestream cho anh chị em mình nghe luôn ha. Anh chị hình dung là như thế này. Bây giờ trong gia đình của anh chị, một người họ hàng đi, coi như họ là một người họ hàng đi, chưa nói là anh em ruột thịt gì đi, một người họ hàng thôi. Nhưng mà mình cũng biết họ ha. Bây giờ cái người họ hàng đó, bây giờ cái chị đó, chị có một cái tư duy là gì? Tôi không có muốn cuộc đời này là cái gì đó là vô thường, tiền là vô thường, mọi thứ là vô thường, tôi là bình thường, mấy người là vô thường, vân vân và vân vân. Thì cái cô này cổ lên núi, cổ lên rừng, lên núi cổ ở, cổ muốn sống với thiên nhiên. Tôi sẽ sống với lại đúng cái bản chất của chúng ta, của loài người, của cái vũ trụ này, vân vân. Nói chung là thích vậy đó, thích làm đó, kiểu kiểu thích đời sống của một gì đó, bậc chân tu gì đó không biết. Thì sao ạ? Lên đó sống mình, sống mình, ăn uống thì thực phẩm rồi gì không có biết gì hết, ăn uống này nọ. Cái sao? Ui, tự dưng đi trên rừng thì mấy bữa mưa gió gì đúng không, chưa an toàn, cái bị thế này kia, cái chưa khỏe, cũng như cái giống như cái chân chưa khỏe đi, giờ nó cái chân chưa khỏe đi, không mình không có nói chính xác cái việc đó, giờ giống như bây giờ chưa khỏe sao, rồi cái bò xuống đồng bằng, bò xuống về về nhà. Bây giờ trời ơi, bây giờ bác sĩ ở dưới quê thì không 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 có đủ tay nghề để chữa, bây giờ thì phải lên thành phố. Mà lên thành phố thì sao? Không có tiền, không có tiền đi, trời ơi, cổ trần trụi với thiên nhiên mà, hồn nhiên với cây cỏ mà, cổ làm gì có tiền, cổ cái gì cũng vô thường hết. Rồi sao? Anh ơi, giúp giúp giúp, bây giờ có để có xe lên thành phố cần tiền không, anh chị có giúp không? Mà bây giờ họ đó là cái người trong gia đình anh chị luôn, một cái người coi như là một cái, bây giờ ví dụ đó, Huy chưa, Huy ví dụ cho anh chị,
đó là một cái người trong gia đình của anh chị, một cái người bà con của anh chị luôn. Anh chị giờ người ta nói gì, người ta gọi điện, người ta tới, người ta nói gì luôn nè. Rồi giờ cầm nghe nghe tức nè, anh chị đang có điều kiện, ừ anh chị cũng có một số tiền chứ đúng không, anh chị giúp không, anh chị có giúp không? Giúp chứ sao không, trời ơi, người nhà mình mà đúng không, ừ phải giúp thôi, giúp rồi cho tiền lên thành phố đi chữa trị đúng không. Bác sĩ nói là gì, ok cái này thì phải phẫu thuật 80 triệu rồi, có tiền không? Không có. Về giúp ông, bà con của bác à, giúp giúp em nhé, giúp em nhé, làm ơn giúp em nhé, trời ơi, em cần lắm, em cần lắm, em giờ em không làm gì, cứu em nhé, giúp ông 80 triệu lần kiếm ra, giờ không là lên đường giờ sao? Ừ ờ à, giúp rồi mà làm sao lên đường, ok giúp ha, cũng 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 tốn tiền ha. Rồi giúp xong rồi sao, chữa xong khỏe đúng không, wow, khỏe quá luôn, cười, cảm ơn anh chị, cảm ơn bà con, cảm ơn gia đình đã giúp đỡ em tuyệt vời đúng không, yeah đúng không? Bắt đầu cười hỉ hỉ, yeah, năng lượng, yes, ôi tuyệt vời quá, bây giờ em lên núi tiếp đây, lên núi tiếp, giúp xong rồi chưa tỏ, lên núi tiếp, lên núi tập 2, tại vì cái tư duy của họ như vậy rồi, cái tư duy của cái chị đó nó vậy rồi, nó vô thường mà. Lên núi tập 2, lên núi xong rút kinh nghiệm đúng không, bây giờ đi đường cũng an toàn hơn đúng không, không 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 trời mưa trời gió gì là họ không có dám đúng không, nhưng mà sao ngày nào cũng uống nước nước mưa, ngày nào cũng uống nước suối nước mưa rồi nó không có lọc, nó không có an toàn lắm đúng không, uống mấy cái nước đó vô rồi Aquafina, uống nước tự nhiên thiên nhiên, nước mưa thì nó đến từ đâu, ờ anh chỉ thấy nước 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 sông đúng không, nước sông Kinh Nhiêu Lộc hay là nước nước gì đó nó bốc hơi lên xong đổ xuống gì đó, ừ bạn uống cái đó đi, đó uống cái đó đi, chỗ mình uống cái nước bồn của mình là nó đã lọc rất là sạch rồi đó anh chị, nó qua bao nhiêu bộ lọc rồi đó, còn như Huy là Huy mua Ion Light Huy uống luôn, uống là nó còn mắc hơn Lavi, mắc mắc hơn Lavi Aquavina luôn, uống là coi như nó có tinh chất luôn á, nó khỏe luôn, nó có ion thêm cho mình khỏe hơn nữa, không nó lọc xịn vậy luôn á, mua chấp nhận mua nước mắt luôn để cho khỏe luôn à. Bà uống nước mưa, uống nước suối, nước 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 ở dưới đúng không, chúng ta biết rồi, chúng ta biết không, mưa từ đâu, mưa từ nước ở sông ngòi, mưa ở ao hồ, mưa ở biển, ao hồ sông ngòi thì ví dụ như ở mưa ở Sài Gòn thì nó đến từ đâu ạ, nó đến từ sông Sài Gòn, nó đến từ kênh Nhiêu Lộc đúng không, cái nơi mà nó chưa được thơm tho sạch sẽ lắm đó. Nó bốc hơi lên đó, cái mùa tới mùa mưa thì sao, nó đổ xuống, nó đổ xuống thì sao à, uống nước đã quá, đã khát quá, đã khát quá, uống đi, uống xong chưa khỏe, chưa khỏe thì sao, bò xuống tiếp, bò xuống đồng bằng tiếp, anh ơi chị ơi bây giờ cái bụng em nó chưa khỏe, giờ giúp em với, giờ sao giờ đây, cứu em với, giúp không? Giờ lần hai nè, lần hai nè đó, giờ giúp không, à giờ anh chị giúp không? Ok đúng không, rồi ừ đó tới đây ha, Huy kể câu chuyện tới đây ha, à anh chị nào học được bài học rồi thì ok, anh chị nào cứ giúp tới đi, trời ơi giúp đi đúng không, cái kiểu không, ừ quan trọng nha anh chị, cái tư duy họ còn không chịu lo cho bản thân họ mà như vậy nó là nạn nhân, mà bây giờ anh chị nó không nó tôi không nói là nó gì, nhưng mà anh chị đã đọc quyển sách Người Giàu Có Nhất Thành Babylon rồi, nếu chúng ta có giúp người khác chúng ta cho họ tư duy, còn nếu như chúng ta cho người ta vay tiền thì một trong những tư duy của những cái tỷ phú, những tài phiệt, và đó là tư duy cái đạo của người Do Thái luôn. Anh chị biết người Do Thái không? Người Do Thái là cái dân tộc mà nếu mà nói về là số lượng các tỷ phú giàu nhất thế giới thì người Do Thái chiếm tới hơn 20 tới 30% số lượng người giàu nhất thế giới.
Và những người biết không, như là nếu anh chị đọc cuốn sách Nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham, ngay đằng sau lưng Huy, là thầy, cái người viết cuốn sách này, thì Warren Buffett là một trong những cái người mà ông ấy, Warren Buffett, anh chị biết không ạ? Warren Buffett thì nói rằng là đây là cuốn sách hay nhất về đầu tư mọi thời đại. Thì coi như ông Benjamin Graham này chính là thầy của Warren Buffett. Và Benjamin Graham là ai ạ? À? Là người Do Thái. Người Do Thái đó anh chị. Hay chúng ta cũng biết là gì ạ? À, ví dụ như anh chị biết khách sạn Hilton không? Khách sạn Hilton thì nếu mà anh chị nào đi ở Việt Nam hay ở quốc tế thì hầu như bất kỳ đất nước nào cũng có khách sạn Hilton hết. Hilton là người Do Thái. Henry Ford là người Do Thái, đúng không ạ? Rất là nhiều người tài phiệt, hay ngay cả như Einstein, chúng ta biết rồi, nhà khoa học vĩ đại. Ông ấy là người Do Thái, nhưng mà đa phần ông ấy nổi tiếng vì là do là ông ấy là một thiên tài về khoa học. Nhưng anh chị không biết là Einstein cũng là một nhà kinh doanh cực kỳ lỗi lạc không ạ? Rất là có tiền nha. Đỉnh cao đó anh chị. Vậy thì chúng ta cũng thấy là, hay là mình thấy là những cái chủ sòng bạc ở casino ở Los Angeles đúng không? Hay là cái ông thủ tướng của New York, Mỹ cũng là người Do Thái, toàn là những người rất giàu tỷ phú đô la hết. Và mình, người Do Thái thì sao? Có một cái câu mà nói đùa trong ngành tài chính, nhưng mà nói thật nha. Tiền của cả thế giới thì hầu hết đúng không ạ? Là nằm trong tay người Mỹ. Và tiền của người Mỹ thì sao ạ? À, thì lại nằm trong túi của người Do Thái. Có nghĩa là họ giàu tới mức đó luôn. Và anh chị phải biết là cách đây trong những vài thập kỷ, vài thế kỷ trước, thì người Mỹ biết được cái trí tuệ của Do Thái quá tuyệt vời, nên họ sao ạ? Họ sẵn sàng, họ đầu tư công nghệ, họ đầu tư tiền tài, họ đầu tư để giúp cho người Do Thái có thể phát triển được, và với một điều kiện là người Do Thái hãy cung cấp nhân lực cho người Mỹ. Rất là tuyệt vời luôn. Và nếu anh chị nói là những tỷ Do Thái là cái nơi mà có cái dân số của nó thì nó quá ít, nó ít lắm, nó có khoảng là 0,2% dân số thế giới, nó ít xỉn à. Nếu mà so với người Việt Nam là nó thua xa luôn, ít xỉn luôn. Nhưng mà sao? Giàu, cực giàu. Và người Do Thái thì có một cái luật này là luật bất thành văn trong kinh doanh và đầu tư. Và Huy cũng, nó cũng là trong quyển sách Người giàu có nhưng Babylon luôn. Hôm nay Huy chia sẻ cho anh chị để anh chị học luôn bài học. Nếu như anh chị thật sự là một cái người yêu tiền của mình, yêu tài sản của mình, và thật sự là một cái người mà yêu quý những người khác, những người bạn, những người thân, những người đồng đội của mình, thì bạn tuyệt đối không được cho họ mượn tiền. Không cho mượn tiền. Bởi vì nếu như anh chị cho người khác mượn tiền, đó là bạn đang dùng tiền để mua kẻ thù cho mình. Đó là tư duy của người Do Thái. Nếu như bạn cho người khác mượn tiền thì có nghĩa là bạn đang dùng tiền để mua kẻ thù cho mình. Bao nhiêu trong số anh chị thấy cái câu này là quá đúng rồi? Mình comment được. Cái này là cái này tao Huy đảm bảo luôn. 100% là đều phải nhận ra hết rồi. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đã từng cho người khác mượn tiền đúng không? À, chúng ta cũng đã được rất là tin tưởng và rất là đúng không, bạn bè đúng không? Trời ơi, bạn bè mấy trăm năm trời tớ quý cậu lắm, tớ rất yêu cậu lắm, nhưng mà sau khi cho nó mượn tiền xong là cạch mặt luôn vân vân. Nhiều chuyện cái này gặp gặp hoài. Tại vì có một điều á, cái người mà mượn đó là lý do tại sao mà Warren Buffett nói rằng là chúng ta tuyệt đối nha, nếu như anh chị kinh doanh đầu tư đừng mượn tiền, hãy bằng chính số tiền của bạn. Bạn chỉ nên mượn tiền để cho cái nợ tốt, là dùng tiền á để đầu tư, để kinh doanh, để tạo ra tài sản, chứ không mượn tiền để tiêu xài. Nhưng mà nếu như những cái người mà mượn tiền để kinh doanh đầu tư á, thì họ mượn ngân hàng mà họ vay ngân hàng được mà. Anh chị biết rằng người giàu á, anh chị có biết là một cái nghịch lý của xã hội là gì? Người nghèo thì đang cho người giàu vay tiền không?
Có phải là rất là nhiều người, họ tiết kiệm, họ gửi tiền ngân hàng, họ lấy lãi suất. Nhưng người giàu thì sao? Họ lại vay tiền ngân hàng để họ kinh doanh, để họ đầu tư, đúng không ạ? Để họ kiếm rất là nhiều thu nhập lợi nhuận. Đấy, thì chúng ta phải hiểu một điều là nếu như một cái người mà họ vay tiền để cho nợ tốt là họ vay tiền để họ kinh doanh hay đầu tư, họ không có vay anh chị làm cái gì hết, họ vay ngân hàng rồi. Tại vì sao? Họ có tư duy, họ có uy tín, họ có tiền, họ là doanh nhân kinh doanh, họ có uy tín mà, họ có chữ tín mà, họ có tài sản mà, họ đâu cần phải vay 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 miệng, vay 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 nóng hay gì. Họ có ngân hàng lo hết tất cả mọi thứ, đúng không? Nó hợp thức hóa hết rồi. Còn những người mà sao, những người họ không có khả năng đó, bởi sợ họ không uy tín. Những người không vay tiền từ ngân hàng đa phần là người nghèo, bởi vì sao? Họ không có uy tín, họ không có tài sản, họ không có tư duy, họ kiếm tiền không đủ để ăn, để nuôi bản thân họ, và lúc đó họ vay tiền của anh chị để họ tiêu xài. Vậy thì anh chị cho tiền họ thì anh chị nghĩ là họ có trả lại được cho anh chị không? Nên là mình mới thấy là gì, ủa nếu bây giờ có một người muốn mượn tiền để đầu tư kinh doanh, bạn vay ngân hàng đi, đúng không? Vay tôi làm chi? Tiền của tôi dùng đầu tư hết rồi. Anh chị hiểu không? Đó, còn nếu mà mấy người mà nói là vay tiền vì cuộc sống nó khó khăn gì đó, trời ơi, cái đó là tuyệt đối càng không. Tại vì cái đó nếu mà anh chị cho luôn thì cho, còn không cho vay, không cho mượn nha. Trong trường hợp chị thấy tội quá, thương quá rồi, cho thì cho luôn chứ không cho mượn. Cho mượn là thành kẻ thù á. Cái đó là Huy chia sẻ cho anh chị hiểu được cái bức tranh, cái tư duy. Mà cái tư duy này là lý do tại sao mà phải đọc quyển sách Người giàu có nhất Babylon. Tại vì đọc cái cuốn đó xong là phải thấm, không thấm cái câu chuyện cái con lừa với con bò đó, chúng ta phải hiểu được. Và chúng ta Huy hôm nay Huy nói cái tư duy này để cho anh chị là phải hiểu luôn đi, tốt nghiệp luôn đi, chứ không á là tự dưng đúng không, vừa tiền mất rồi tật mang rồi bạn bè không vui vẻ, không nên đâu, không nên đâu anh chị, đúng không ạ? Mà tất cả những người giàu đều đều tự biết cái điều này, tất cả những người thành công giàu có là họ tự hiểu cái điều này rồi. Còn nếu anh chị chưa biết thì bây giờ chị biết rồi đó, là chúng ta ứng dụng được không ạ? Rồi, cho nên là cái việc mà giáo dục về tài chính là cực kỳ quan trọng. Không phải chúng ta cứ cho tiền họ là họ sẽ tốt hơn đâu, không phải chúng ta cứ cho tiền họ là cuộc sống của họ sẽ khá giả hơn, khá khẩm hơn đâu. Bao nhiêu số anh chị ở đây đúng không, mình cũng đã từng làm cái việc đó, mình thấy cái người mà mình cho tiền xong họ cũng vậy à, cũng vậy à. Mà bây giờ nha, xin không xin, xin được thì bắt đầu mượn, mượn thì chắc chắn không trả. Nên là tốt nhất là gì? Tốt nhất thôi, khỏi mất lòng, đúng không? Không cho mượn là khỏi mất lòng. Không sao á, cứ nói là ở tiền em đầu tư hết rồi, tiền em đầu tư hết rồi, giờ không lẽ giờ giờ em bán đất đúng không, giờ bán chưa dễ đúng không, hay là ôi tiền em đầu tư vô cổ phiếu rồi, cái dự án đó giờ người ta đang phát triển, giờ đâu rút ra được anh. Người ta dùng tiền đó, người ta mua, người ta phát, người ta mua máy móc, người ta thuê nhân viên, người ta làm cái việc đó, giờ sao trả lại được anh. Vân vân đó gì vậy, là đúng không, có tiền đầu tư giá mình giàu lên đi, rồi trả cho mình trước nha. Đó, còn tự thiện thì tốt, nhưng mà đừng có bị gọi là bị ảnh hưởng quá. Anh chị phải hiểu điều đó, từ thiện là tốt nha, chúng ta có thể trích ra đúng không ạ? Huy không nói là anh chị là mình không 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 có được từ thiện, chúng ta không có được giúp người khác, không có. Chúng ta phải biết quản lý tiền. Từ thiện được nhưng chỉ dành ra bao nhiêu ạ? 5% thu nhập của chúng ta thôi. Anh chị phải áp dụng được cái quy tắc quản lý tài chính. Còn không có mấy người tâm tâm sáng quá, tâm tốt quá đúng không, cái mình tốt quá, nhiều quá, ví dụ chị đây tốt quá, kiếm nhiều quá, thấy người ta tổ cho hết luôn, cho hoài luôn, chỗ kiếm nắng mấy mấy chục triệu không, năm năm 70 triệu cũng được, 5-70 triệu là cũng được rồi, chưa giàu nhưng mà cũng cũng là có thu nhập, họ kiếm được 70 triệu, chỗ bạn nó tội nghiệp quá, cho nó hết 60 triệu, còn 10 triệu đi 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 lo gia đình, nó thiếu thốn, không nên như vậy, nó phá vỡ cấu trúc tài chính rồi, anh chị hiểu mà. Đó thì
à chúng ta à luôn luôn nhớ ha, cái gì thì cũng phải áp dụng đúng cái nguyên tắc tài chính, và tốt nhất là những cái người đó mình cho họ tư duy nếu như họ thật sự khao khát. Nói thiệt với anh chị luôn á, ngay cả cái việc mà xem livestream đọc sách mà còn làm không được thì giàu kiểu gì, không có giàu được thì ngay cái việc mà rất là đơn giản luôn á, làm gì như vậy còn không được nữa, mà trong khi là những cái kiến thức mình chia sẻ trên livestream thì toàn là những kiến thức giá trị, mình đã phải đi học, mình phải đi kinh doanh, mình đi làm việc và mình phải học thực tế từ rất là nhiều những cái đối tác thành công, từ những cái anh chị, những cô chú, những cái người triệu phú, những thậm chí là từ tỷ phú luôn, những người mà thật sự không dễ để gặp được. Nó sẽ tốn thứ nhất là rất là nhiều tiền, thời gian, mối quan hệ, rất là nhiều thứ luôn mình mới có được những cái kiến thức này mình chia sẻ như vậy. Mà còn không học được thì Huy nói thiệt luôn là thôi nghỉ giàu đi, không có giàu được đâu, được không ạ? Đấy thì cái đó thì Huy muốn anh chị lưu ý, khắc cốt ghi tâm, cái thứ mà chúng ta cần chính là được giáo dục về tài chính, giáo dục về tài chính ha, và nhất là giáo dục về tài chính cho chính mình ứng dụng, mình thành công thì mình sẽ giúp được cho những người khác, ok chưa? Rồi đó, chứ không phải là ở giàu lên cho tiền người khác, không có nha, cho tiền không có giải quyết được cái nghèo đâu nha, cái này thì không phải Huy nói nha, cái này là Đô Năng Châm nói nha, đó anh chị hiểu chưa? Rồi nên là sao, à việc của chúng ta đầu tiên đọc quyển sách Người Giàu Có Nhất Thành và Babylon, tiếp theo đọc quyển sách à Sức Mạnh Tiềm Thức, tiếp theo là sao ạ, đọc quyển sách Bí Mật Tư Duy Triệu Phú, ba cuốn đó đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại chừng nào thành tư duy gốc rễ, trở thành những cái kiến thức gốc rễ, trở thành của mình rồi Huy đảm bảo luôn, thiệt luôn á, anh chị nào mà đọc được một cuốn mà anh chị đọc 5 lần là Huy nói chuyện anh chị Huy biết liền nè, à. Huy biết liền luôn á, còn người nào mà đọc 500 lần là Huy đảm bảo luôn đọc hơn Huy rồi, đọc hơn Huy là giàu hơn Huy rồi, không có nói gì đó, hay đọc ít hơn Huy thì bạn chưa giàu bằng Huy thì cái đó chấp nhận được, nhưng mà bạn bạn mà đọc nhiều hơn được Huy á, anh chị nào mà đọc ba cuốn đó mà đọc nhiều hơn Huy là đảm bảo luôn là giàu hơn Huy, đúng không? Tại mỗi cuốn mình mới đọc có khoảng 200-300 lần à, 200 mấy à, chứ chưa được 300 đâu, ở mỗi cuốn mình đọc mới được 200 mà, 200 mấy là chưa được 300 đâu, mà anh chị đọc 500 lần một cuốn là anh chị giàu Huy rồi, anh chị hiểu không ạ? Đó nên là trời quá dễ đúng không, cơ hội sẵn rồi, con đường có sẵn rồi, giờ là sao ứng dụng thành công đó, thì đó là đầu tiên ha, đó là câu hỏi đầu tiên ha. Câu hỏi thứ hai trong ngày hôm nay đó là gì ạ? Theo anh chị tại sao Mỹ lại có nhiều triệu phú và tỷ phú đô la nhất trên thế giới? À câu hỏi thứ hai ha trong ngày hôm nay đúng không ạ? Theo tại tại sao Mỹ lại có nhiều triệu phú và tỷ phú đô la nhất thế giới? Tại sao không phải Việt Nam mà tại sao lại là Mỹ? Bắt đầu tư duy suy nghĩ. Mỹ có tài nguyên em, Việt Nam cũng có tài nguyên bạn. Mỹ có người người đông, Việt Nam đông số 13, hạng thứ 8 thế giới luôn. Thứ 8 thế giới cũng đông, cũng khi đông hơn Mỹ luôn. Thì cái gì ạ? Cái gì ạ? À, tại sao Mỹ lại có nhiều triệu phú và tỷ phú ra nhất trên thế giới? Nói về sức khỏe thì mình không có mô lên Mỹ ha, mình mô lên về Nhật, Nhật Bản hay là Do Thái cũng được, đúng không ạ? Cái nước nào mà người ta bằng cái gì chúng ta học cái đó. Ví dụ như làm giàu học từ Mỹ, ok nhất, đúng không? Tại vì nó dân giàu nhất, vậy thôi. Thì bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội cũng đều có thể giúp cho chúng ta kiếm tiền cả. Anh chị có thể sale marketing, bán đồ nội thất, đúng không ạ? Hàng hóa vân vân, bán gì làm gì cũng có tiền hết. Bất cứ ngành nào, ngành nghề nào tạo ra giá trị cuộc sống cho con người đều cao quý, đều kiếm được thu nhập hết. Tuy nhiên, à chúng ta không nói là ngành nào tốt hơn, đúng không ạ? Không có ngành nào tốt hơn, mà à nó đến từ đâu ạ? À? Nó đến từ việc giáo dục về tài chính, đúng không ạ? Vậy thì tại sao mà người Mỹ lại có nhiều triệu phú và tỷ phú nhất nhất trên thế giới? Thì khi mà Huy đọc quyển sách là Sức Mạnh Của Tiềm Thức, mình đọc quyển sách Sức Mạnh Tiềm Thức thì mình thấy là à quyển sách của Joseph Murphy viết, đó là quyển sách The New York Times Bestseller xuất bản, đúng không ạ? Cách đây đúng không ạ? Xuất bản vào những năm 1963, nhưng mà tới năm 2013 thì mới được xuất bản tại Việt Nam.
Có nghĩa là nó phải bán chạy nhất nước Mỹ và người Mỹ đọc được 50 năm. Người Mỹ đọc được 50 năm, 50 năm là nó nhiều lắm á. Bây giờ Huy hỏi anh chị là bây giờ mình cứ hình dung là mình bây giờ với 10 năm trước đi, mình nghĩ mình nhớ lại thôi. 10 năm trước mình làm gì? Ở năm nay Huy 27 tuổi thì 10 năm trước là Huy mới 17 tuổi rồi. Lúc đó lo thi đại học thế mẹ đúng không? Lo đi học. Thôi học quá trời học trời toàn đập thêm toàn học thêm lý học thêm hóa tới lớp cũng học luôn học hoài học học nữa học mãi học thêm sinh học nữa ừ hồi đó cũng 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 muốn thi bác sĩ đúng không hồi đó là tư duy là phải học bác sĩ mới giàu vân vân thì có may là mình không có đậu bác sĩ nha mình mà đậu vô vô cái ngành bác sĩ là Huy đảm bảo luôn giờ chắc chưa ra trường nữa trời ơi học gì hoài mà cái nghề bác sĩ là cái nghề mà nó tư nhân á anh chị nó là tư nhân luôn gọi là xin lỗi các anh chị nào đang bác sĩ nhưng mà anh chị cũng phải hiểu được là gì tay nghề anh chị càng cao anh chị càng giỏi thì anh chị càng phải làm nhiều đúng không ừ cái trong quyển sách bí mật tư duy triệu phú thì Harvey Kerr có nói rồi bây giờ bạn càng ngày tay nghề bạn càng cao bạn càng giỏi bạn sẽ kiếm được nhiều tiền đúng không bạn càng làm nhiều mà nhiều người ví dụ như bây giờ ok bạn đang là một cái người bạn có phòng mạch riêng bây giờ khách hàng đến thì ai cũng muốn được bạn bạn khám hết ai cũng muốn được bạn bạn chữa hết ai cũng muốn được bạn hỗ trợ hết người ta đâu có dám tin vào cái người trợ lý của anh chị bằng anh chị đâu đúng không mình càng lớn tuổi thì kinh nghiệm mình càng giỏi mà mình càng giỏi thì mình lại càng làm nhiều càng làm nhiều thì tự do không tự do tài chính đúng không à cũng chưa chưa khỏe lắm thật sự là chưa khỏe lắm mà nói ngành y thì phải nói là cái đó là Huy nói phải nói thật luôn là Huy rất là ngưỡng mộ à những ai mà học bác sĩ ha tại vì họ có cái tâm thứ nhất là cái tâm họ rất là tốt thứ hai là họ có một cái nghị lực học á cái nghị lực học và liên tục là tại bởi vì sao ạ thế giới thì càng ngày thì càng có nhiều cái căn bệnh lạ đúng không càng ngày càng có nhiều cái thứ nó mới nhiều cái thứ mới thì liên tục họ phải liên tục học và update kiến thức rất là nhiều đúng không ạ rất là tuyệt vời luôn á tuy nhiên là nếu như mà anh chị chỉ làm cái nghề đó thôi anh chị làm cái nghề đó thôi thì nó chưa được tự do tài chính đâu ha có thể anh chị kiếm được nhiều tiền đó nhưng mà chưa chắc tự do tài chính đúng không ạ rồi thì chúng ta cũng biết là gì vậy thì cái cuốn sách sức mạnh tiềm thức được phát hành từ Mỹ nó là The New Jackson Tam Best Seller bán chạy nhất nước Mỹ và 50 năm 10 năm trước mình làm gì mình nhìn lại thấy trời 10 năm thấy lẹ rồi ha 10 năm nó biến đổi luôn 10 năm trước chúng ta hay gọi hỏi nhau à bạn có sử dụng ATM không bạn có sử dụng địa chỉ email không bạn có sử dụng Yahoo hay Gmail vậy đúng không hồi đó còn chưa có email hồi đó Facebook nó còn 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 cài dù cài chặt rồi đó mở lên Facebook đâu có thấy hình ảnh gì đâu Facebook nó giống như là cái nơi mà đúng không giống như là tâm tư nguyện vọng hay là nhật ký gì đó hôm nay trời đẹp quá hôm nay tớ tớ gặp được cái này hôm nay tớ gặp được cái kia đúng không hôm nay tớ gặp được cái cô bạn rất là dễ thương bạn ấy đang đi đi hôm nay bạn ấy nói chuyện với mình vui quá vân vân đó là kiểu kiểu vậy đó hồi đó, đó hay là có mấy người họ lên họ đó, tâm sự hôm nay làm việc ở công ty có chuyện này chuyện kia gì đó nhật ký nhật ký còn giờ Facebook nó khác à giờ Facebook nó quá trời đông luôn 2,5 tỷ người nó xài Facebook rồi nó quá trời vui luôn giờ lên Facebook phải vui nhộn ha thấy đủ thứ thể loại ô đã quá trời đó hay là 10 năm về trước mình hình dung là ô mình xài gì ạ mình xài tiền mặt đồng tiền thì gắn liền khúc ruột đi đâu cũng phải có tiền hết ra đường mà không có tiền lúc đó thậm chí luôn là có cái hồi đó có cái trend á hồi đó cái trend là gì đi chơi với bạn gái mà ra đường không có được 100.000 vậy mà cũng đi được hả không mang tiền theo trời ơi, tôi thấy mắc cười mong mấy cái chị mắc cười không ha có nghĩa là sao cái việc mà tiền đồng tiền là phải dính luôn khúc ruột nhưng mà giờ sao ạ giờ đâu cần giờ mang tiền ra ngoài đường nó nhiều chưa an toàn đúng không giờ tiền để đâu để trong ATM để trong tài khoản ngân hàng để trong những cái ví điện tử đúng không đó có công nghệ hết rồi giờ ra tiền không mang đồng nào không sao hết đúng không cầm quẹt cái vẹt xong quá tiện luôn ủa hay mà hay quá mà 10 năm trước chúng ta hay hỏi nhau là gì bạn có xài ATM không bạn có xài tài khoản ngân hàng gì không đúng không nhưng bây giờ mình đâu hỏi nhau câu đó bây giờ mình hỏi có nhau gì tài khoản ngân hàng của anh chị là gì tài khoản ngân hàng của anh là đúng không anh chị dùng ngân hàng gì số tài khoản là bao nhiêu vân vân chứ đâu có mà hỏi câu đó
hay là 10 năm về trước anh chị hình dung đi. 10 năm về trước thì mới có iPhone 2 à. Hồi đó smartphone trời ơi chán, hồi đó còn xài đúng không? Xài Nokia rồi điện thoại nắp chuột 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 bấm 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 vui vui ha. Đó, rồi đó cái điện thoại mà mình nghe nhạc được, chụp hình được, trời ơi, dữ luôn. Cảm điện thoại chụp hình. Kích nhờ hình xấu quá à. Nhưng mà được, duyệt nha. Đó, chụp chụp cái hình có 2.2.0m. Ôi, chụp hình đâu có ra gì đâu. Nhưng mà sao? Duyệt. Trời ơi, mấy này chụp hình được nghe hay đúng không? Đó, hay là nghe nhạc vân vân, mấy cái file nhạc MP3 rồi nọ. Đó, hồi đó nó chơi mấy đó. Nhưng giờ đâu có xài đâu, giờ ai cũng có smartphone hết. Hồi đó mà ai có smartphone là ui hiện đại quá, ui giàu quá, ui đẳng cấp quá, đi trước thời đại quá. Bây giờ thử hỏi coi, ai cũng có smartphone luôn. Bây giờ hồi đó không có ai không có smartphone nữa, 100% luôn, tất cả mọi người đều có smartphone luôn, đúng không ạ? 10 năm nó biến đổi nhiều quá, 10 năm mọi thứ nó biến đổi nhiều quá. Thì anh cứ hình dung là 50 năm người Mỹ họ, nước Mỹ họ ứng dụng sức mạnh tiềm thức, họ đọc cuốn sách đó, họ ứng dụng cuốn sách đó 50 năm. Việt Nam mình mới được biết. Kinh không ạ? Vậy thì họ đi trước chúng ta, mà thậm chí là Việt Nam 2013 nó xuất bản, bây giờ là 2020 rồi. Mà khi mà mình nói về sức mạnh thức, còn có nhiều người nói là mình cái gì đó nó chưa tới, nó hơi Đức Thánh Chúa Trời, nó gì đó nó không bình thường. Trời ơi, cái ngành khoa học của người ta từ Mỹ đàng hoàng, Joseph Murphy giáo sư đàng hoàng, bạn giáo sư chưa? Bạn thành công chưa? Người ta vừa giáo sư, người ta vừa giàu nữa. Trời ơi, tuyệt vời luôn, ông ngành khoa học bán chạy nhất thế giới. Bạn viết được cuốn sách nào bán chạy nhất Việt Nam chưa? Bạn 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 chưa bán được Việt Nam, bạn đừng nó bạn mà đâu bán được chạy nhất thế giới nữa đúng không? Đỉnh cao hư cấu rồi được không? Tư duy đó là tư duy cổ lỗ sĩ, mình không có chấp mấy người đâu. Thì sao ạ? À, thì mình mới thấy được là gì, đó là do tại sao mà người Mỹ họ ứng dụng sức mạnh thức họ rất là thành công. Hay là về nói về quyển sách Bí mật tư duy triệu phú, những quyển sách như Bí mật tư duy triệu phú hay là quyển sách Nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham, cái quyển sách này thì theo anh chị bây giờ nó mới có hay là nó có lâu rồi? Nó có từ thời Warren Buffett còn trẻ rồi anh chị. Warren Buffett bây giờ ông già luôn rồi. Warren Buffett giờ là coi như là tóc bạc phơ rồi, già luôn rồi đó. Bây giờ mình mới biết cuốn này đúng không? Bây giờ một số anh chị mới lần đầu tiên nghe tới cái cuốn là Nhà đầu tư thông minh Benjamin Graham đúng không? Đó, ông này là quá đỉnh rồi đó, bây giờ mình mới biết. Nhưng mà ở Mỹ là nó có lâu rồi bạn, nó có quá lâu rồi, nó có rồi 8 90 năm trước luôn rồi hay sao, quá trời luôn rồi, người ta biết từ lâu rồi bạn đúng không? Hay là quyển sách Bí mật tư duy triệu phú, quyển sách Bí mật tư duy triệu phú nó là international bestseller bán chạy nhất thế giới. Nhưng trước khi nó bán ra thế giới thì nó phải bán chạy nhất nước Mỹ trước. Vậy thì có một cái điểm chung là gì ạ? Những cái tinh hoa, những cái điều tuyệt vời nhất thế giới thì nó đều xuất hiện ở Mỹ đầu tiên, và người Mỹ được đọc đầu tiên anh chị. À, hay không ạ? Rất là hay luôn ha. Rất là tuyệt vời đúng không? Đó, người Mỹ được đọc đầu tiên. Và họ họ có một cái văn hóa là gì rất là tuyệt vời, là những cái đời sau họ đọc sách, họ học từ những người đời trước, sau đó họ ứng dụng, họ thành công, và cái công thức á nó cải tiến hơn, họ sáng tạo, mà họ tiếp tục sáng tạo, và họ sáng tạo và họ lại rút ra được những cái công thức nó mới hơn, những công thức nó thành công hơn, nó rút ngắn thời gian hơn. Và những cái cuốn sách sau này mà chúng ta thấy càng ngày càng có những cái công thức nó nhanh hơn, nó thành công hơn. Ví dụ như nếu mà anh chị nào mà đọc những cuốn sách mà thời xưa á, cái thời mà cách đây mà 10 năm trước, những cái quyển sách là Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki, thì anh chị cũng biết là Robert Kiyosaki là một trong những cái người Mỹ rất là truyền cảm hứng, và cũng là một trong những cái tài phiệt doanh nhân triệu phú, có những quyển sách bán chạy nhất thế giới đúng không? Thì Robert Kiyosaki có những cái tư duy thì nó cũng có những tư duy rất là hay, nhưng cũng có những tư duy là nó khá là lỗi thời so với thời điểm này. Anh chị hiểu không ạ? Đó là tư duy cũ rồi, đó là kiến thức cũ rồi.
Nhưng nếu mà bây giờ chúng ta đọc ví dụ như trong quyển sách của Rukinski nó là gì? Thất bại là mẹ thành công. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết sức mạnh tiềm thức rồi, chúng ta đọc quyển sách Bí mật tư duy phú, chúng ta đọc sức mạnh tiềm thức, chúng ta học lại suy nghĩ anh chị ứng dụng rồi, thì chúng ta biết là gì? Thất bại thì chồng cho thất bại, thành công thì mới nuôi dưỡng thành công. Tại sao chúng ta lại phải cứ thất bại rồi mới thành công mà không thành công luôn đi, đúng không? Tại sao mà cứ phải là vạn sự khởi nào đầu nan, hay là chúng ta không vạn sự khởi đầu dễ dàng luôn, mới vô quốc cái thành công luôn đi, mới vô làm cái thành công luôn đi, mới vô hành động cái thành công luôn đi, tại sao không chọn như vậy mà cứ phải là bắt đầu cái gì mới vô là cũng phải chưa thành công? Nó bị neo cái tư duy đó mà. Nhưng mà cái tư duy đó là tư duy ngày xưa, trong sách dạy làm giàu đàng hoàng, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn ra được, đúng không? Chúng ta cũng phải nhìn ra được, Robert Kiyosaki là một cái người có tư duy thất bại là mẹ thành công. Đó là lý do tại sao mà khi mà ông hơn 50 tuổi, hơn 50 tuổi ông ấy mới trở thành triệu phú đô la, mới kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên. Tại vì sao ạ? Tiềm thức của Robert, đúng không? Khi mà biết sức tiềm thức thì mình có thể phân tích được, mình có thể nhìn nhận được là tiềm thức của Robert thì sao? Ông ấy thấy rằng tiềm thức của ông ấy thấy rằng là thất bại đủ rồi thì lúc đó mới cho thành công. Nhưng mà như trường hợp của Huy hay trường hợp của các anh chị em trong câu lạc bộ chúng ta đã update được kiến thức nó cao hơn. Thành công đối với thành công luôn. Và đó là lý do tại sao mà Huy 24 tuổi Huy hành triệu phú đô la. Nếu mà Huy học cái tư duy của Robert Kiyosaki có khi là Huy 50 mấy tuổi Huy mới thành triệu phú đâu, nhưng mà bây giờ mình đa triệu phú rồi. Có thể vài năm nữa mình thành tỷ phú đô la luôn. Và cũng có rất là nhiều anh chị em mình học cái kiến thức này, chúng ta đọc sách, chúng ta ứng dụng cũng là ứng dụng thành công rất là nhanh. Vậy thì giờ anh chị lựa chọn là anh chị chúng ta ứng dụng, đúng không? Kinh doanh đầu tư làm theo cái công thức cũ để chúng ta 50 năm sau chúng ta thành triệu phú đô la, hay chúng ta học cái công thức mới, công thức nó cải tiến hơn, nó nhanh hơn, nó tiết kiệm được cái bài toán về, nó giải quyết được cái bài toán về cái thời gian, chúng ta thành công sớm hơn. Anh chị chọn cái nào? Đương nhiên là cái mới hơn, đúng không? Và ở người Mỹ thì sao? Họ cứ như vậy á, họ cứ đọc sách của những người thành công và họ lại update, họ ứng dụng, họ thành công nhanh hơn, họ lại viết sách mới. Và cứ như vậy thì cái người Mỹ lại luôn luôn được update kiến thức và họ được đọc đầu tiên. Họ được đọc đầu tiên. Và đó là do tại sao mà người Mỹ được giáo dục, nếu mình nói về giáo dục tài chính thì Mỹ được giáo dục tài chính đầu tiên. Sau đó nó mới ra được thế giới. Sau đó chúng ta mới được biết. Mỹ đọc trước. Mỹ nó phải bán chạy nhất nước Mỹ, nó bán chạy nhất nước Mỹ rồi nó mới bán ra thế giới. Nó bán ra thế giới rồi mới nó mới dịch sang Việt Nam. Ha, vậy không à? Kinh khủng luôn rồi, nó quá trời luôn. Nó quá trời luôn. Đấy. Và nếu mà chúng ta để ý là gì? Rất là nhiều những cái tỷ phú Mỹ là có nhiều tỷ phú đô la nhất thế giới anh chị. Và mình mới thấy được là những tỷ phú ví dụ như thầy Tony Robbins đi, ông Tony Robbins, hay là đa triệu phú Brandon C, Jack Canfield, John Maxwell, đúng không ạ? Vân vân. John Yoder, Jeff Bezos, rất là nhiều những cái tài phiệt, những tỷ phú, những người giỏi, những người thành công. Mình muốn học họ không? Mình muốn được gặp họ không? Họ có tổ chức những buổi khóa học, những cái buổi seminar, những cái buổi event, những cái buổi offline, đúng không? Họ cũng tổ chức những cái buổi chương trình khóa học để chúng ta học mà, học từ người thành công mà. Nhưng mà sao? Họ ở Mỹ, họ tổ chức ở Mỹ anh chị. Thì mình cứ cứ thử. Bây giờ mình sinh ra Việt Nam, bây giờ mình nói là thật sự là có một cái là đi Mỹ á, không phải ai cũng có đủ điều kiện đi hết, đúng không? Thứ nhất, bây giờ chấp cho bạn là visa bạn đậu đi, nhưng mà bạn cũng phải tốn tiền máy bay, tốn tiền chi phí ăn ở vân vân, tốn chưa nói tính tiền học phí ha, học phí thì chưa nói, bạn chưa nó chưa được dễ dàng cho tất cả chúng ta. Chúng ta muốn học từ trực tiếp từ 1 tỷ phú đô la, chúng ta phải bay sang Mỹ chúng ta học. Nhưng mà người Mỹ thì sao? Họ ở ngay đó. Người Mỹ họ ở ngay đó. Họ muốn là họ học liền, rất là tiện cho họ. Nên đó là lý do tại sao mà Mỹ lại có được là nhiều triệu phú nhất trên thế giới, nhiều tỷ phú đô la nhất trên thế giới. Được không ạ? Ok. Rồi. Vậy thì đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải được giáo dục. Vậy thì nếu như
Một cái điều quan trọng là gì? Bởi vì Mỹ, nếu vậy thì chúng ta hiểu được một cái bí mật. Nếu như Mỹ có nhiều triệu phú và tỷ phú nhất, bởi vì họ được giáo dục đầu tiên, họ được biết đến đầu tiên, vậy thì để cho Việt Nam chúng ta, để đất nước chúng ta có được nhiều triệu phú, nhiều tỷ phú đô la nhất, thì chúng ta cần làm gì ạ? Chúng ta cần gì anh chị? Chúng ta cần được giáo dục về tài chính. Chúng ta phải cập nhật thông tin, chúng ta phải phát triển thông tin và cập nhật nhanh nhất có thể. Cập nhật nhanh nhất có thể. Chúng ta phải tập trung tối đa thay vì dành thời gian phát triển những cái thứ nó không hỗ trợ cho sự giàu có, khỏe mạnh hay thành công, hạnh phúc. Thì chúng ta tập trung vào việc giáo dục về tài chính. Gieo hạt phát triển giáo dục về tài chính. Giáo dục về sức khỏe, giáo dục về tình yêu thương, mối quan hệ. Đúng không ạ? Đó thì nó sớm thôi, nó sớm thôi. Khi mà cái nhiều người được học ứng dụng thành công thì 10 năm, 20 năm, 30 năm sau thế giới mới bắt đầu đặt câu hỏi. Đúng không? Lúc đó bắt đầu có mấy thằng bên Mỹ đúng không? Dạ, anh chị cứ phải ráo đình đúng không? Phải dám mơ lớn thì nó mới mới có được nha. Phải dám nghĩ thì nó mới xảy ra. Còn nếu trong đầu anh chị chưa bao giờ nghĩ tới nó không xảy ra đâu. Đúng không ạ? Huy thì Huy nghĩ tới à. Đúng không? Như mấy người Mỹ hay mấy người Do Thái nó suy nghĩ. Tại sao người Việt Nam lại có nhiều tỷ phú đô la trên thế giới? Quá đã. Nghe đã không? Trời ơi, đó phải làm, mình phải làm sao mà. Chúng ta phải làm sao mà. Đúng không? Việt Nam mình, Mỹ nó qua đây nó phải xin visa. Ừ, bạn hả? Bạn Mỹ hả? Muốn quốc tịch Việt Nam hả bạn? Ừ. Chứ dễ vậy bạn. Kiểu 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 vậy hả? Mình hãy biến đất nước chúng ta thật. Chúng ta hãy biến đất nước chúng ta trở thành một quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Mà để đáng sống nhất trên thế giới thì nó cần cái gì ạ? Nó cần dân tỉnh. Và người dân, quan trọng là người dân, là mỗi người chúng ta nè. Là những người có tư duy, là những người có những cái thái độ tốt, là những người có cái trí tuệ, là những người đúng không ạ? Thứ nhất, tâm sáng, tài giỏi, giàu có, tầm nhìn lớn, khỏe mạnh, xinh đẹp, và chúng ta có những ý thức, ý của chúng ta có ý thức, văn hóa của chúng ta lịch sự đúng không ạ? Phú quý, lễ nghĩa thì đảm bảo luôn đất nước chúng ta thì sớm thôi sẽ trở thành một quốc gia tuyệt vời nhất đúng không ạ? Một đất nước đáng sống nhất trên thế giới, được không ạ? Rồi thì ok thì hôm nay thì Huy 10 giờ thì hôm nay thì mình kết thúc livestream ở đây rất là tuyệt vời ha. Thì các chị em mình thấy livestream này hay và giá trị thì anh chị phải nhớ ha, hôm nay chúng ta là cũng học được những cái bài học rất là quý giá đúng không ạ? Chúng ta cũng hiểu rằng là nếu như mà muốn thay đổi cho đất nước chúng ta giàu lên thì rất đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta giàu lên trước đúng không ạ? Thứ hai, để giúp cho người khác thì chúng ta cho họ cái gì ạ? Chúng ta giáo dục tài chính cho họ. Cái thứ mà chúng ta cần, đất nước Việt Nam chúng ta cần đó là được giáo dục về tài chính. Được không ạ? Đấy. Vậy thì bây giờ mình kết thúc livestream ở đây. Và nếu anh chị nào thấy livestream này hay và giá trị thì anh chị có thể share livestream và tag tên những người bạn của mình vào để chúng ta có thể là gieo hạt mà để cho nhiều người được giáo dục về tài chính hơn, nhiều người có thêm cái kiến thức, có thêm cái tư duy, có thêm những cái bài học đúng không? Những cái bài học này thì nó là vô giá. Theo như Huy đánh giá thì những cái kiến thức này nếu mà anh chị học tới ngày hôm nay rồi, học từ livestream 1 cho tới ngày hôm nay là livestream số 13, thì anh chị biết là những bài học này là những bài học vô giá và anh chị không thể học ở đâu được hết, anh chị cũng không thể đọc được ở những cuốn sách nào hết. Nó đến từ rất là nhiều đúng không? Nó đến từ những cái kinh nghiệm thật, những cái trải nghiệm thành công thật, từ câu chuyện của những người, thậm chí có những câu chuyện Huy chia sẻ như vậy ở đây. Có thể Huy chưa trải qua nhưng mà Huy được chứng kiến được từ những người rất là thành công, giàu có, được những người có những người có những người họ phải mất cả một cuộc đời để họ kể được một câu chuyện và mình nghe câu chuyện đó cái là mình học luôn đúng không ạ? Thì có rất là nhiều những cái điều nó vô giá ở đây thì anh chị đúng không ạ? Mình nhận được, mình may mắn, mình biết được những cái điều này thì chúng ta đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta cũng phải biết ơn vũ trụ đúng không ạ? Biết ơn tiềm thức, biết ơn chính mình để có việc, có thể là trong quá khứ anh chị đã ra quyết định nào đó mà anh chị mới gặp được Huy, mới được xem livestream này đúng không ạ? Và nếu như anh chị có thể biết ơn cái người bạn của mình đúng không ạ? Có thể là nếu anh chị biết là ai ai đã tag mình vô đây, ai đã share livestream để cho mình thấy được đúng không? Hoặc là có thể là nếu anh chị không biết thì anh chị cứ biết ơn một cái quý nhân của mình, không biết trên vũ trụ cũng được đó, thì chúng ta đã được nhận cái chị này thì chúng ta
một cái điều để chúng ta có thể trả ơn cho vũ trụ hay trả ơn cho những cái người mà đã giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta hãy giới hạn đúng không ạ, chúng ta hãy chia sẻ để giúp cho nhiều người hơn có được những cái kiến thức, cái tư duy, cái tầm nhìn để họ có thể thay đổi được, lúc đó mới thật sự là giúp được một người khác anh chị nhé. Ok thì bây giờ thì chúng ta kết thúc livestream ở đây đúng không ạ, chúc tất cả anh chị em có một giấc ngủ ngon, tràn ngập với ý niệm về sự giàu có, thành công, khỏe mạnh, lành lặn, thông minh, may mắn và tự do, hạnh phúc trọn vẹn. Hôm nay là một ngày bùng nổ về tài chính, hôm nay là một đúng không ạ, một ngày bùng nổ về lợi nhuận, và hôm nay là tôi là tỷ phú đô la. Rất là tuyệt vời luôn. Anh chị nào mà mình chưa xem livestream thì mình sẽ livestream ha, và nếu anh chị chưa gạt thả tim, chưa like thì anh chị có thể like cho cái bài livestream này một cái ha. Rồi và nhớ là gì, chỉ còn đúng không ạ, chỉ còn khoảng 15 ngày nữa thôi, 2 tuần nữa thôi là sẽ tới buổi offline của câu lạc bộ tại Sài Gòn. Anh chị nào mà chưa đăng ký đúng không, chưa đặt vé máy bay đúng không ạ, thì chúng ta phải nhanh lên đúng không ạ, nhanh lên sắp xếp thời gian đúng không ạ, cỡ nào chúng ta phải tham gia được, bởi vì cơ hội, đây là cái cơ hội thật, cơ hội thì nó đến đúng không ạ, nhưng mà quan trọng là ngay lúc này, ngay bây giờ chúng ta phải nắm bắt thì chúng ta mới thành công được đúng không ạ. Rồi hẹn gặp lại tất cả chị em ha, và nếu anh chị em nào mà thấy tuyệt vời đúng không ạ, thì chúng ta cũng phải ứng dụng nha, mình học mình thấy hay quá rồi đúng không ạ, mình ứng dụng nữa đúng không, đúng không, đó giờ là chứ không phải là ơi mấy bữa sau đúng không, đi livestream đi uống coca đúng không, uống đây quật đi, uống đây quật đi, nó vừa ngon vừa bổ nó vừa tốt nữa, uống vô khỏe, chống oxy hóa mà còn tốt cho tim mạch nữa, trời trái tim nó đập từ khi mình sinh ra tới lúc bây giờ, tới lúc mình lên đường luôn, nó đập hoài luôn, phải chăm sóc cho nó chứ đúng không ạ. Cho nay quật vô, uống vô cho khỏe tim, tim mạch tốt hơn đúng không ạ. Rồi mình kết thúc livestream ở đây ha, rồi hẹn gặp lại chị livestream tối ngày mai vào lúc 20 giờ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai bạn khách mời đúng không ạ, hai bạn rất là trẻ, đã ứng dụng sức mạnh thức, cũng là những bạn học trò của Huy, cũng là ứng dụng rất là tuyệt vời và có những cái câu chuyện thành công và có những cái kinh nghiệm thành công rất là tuyệt vời luôn, thật sự là Huy thì gọi là truyền cảm hứng cực kỳ luôn anh chị đó. Thì ngày mai thì chúng ta sẽ cùng gặp hai vị khách mời rất là tuyệt vời này ha, là ai thì bây giờ chưa nói đúng không ạ, chúng ta sẽ cùng bật mí thì bí mật đúng không ạ, ngày mai chúng ta sẽ biết. Ok hẹn gặp lại chị em vào livestream tối mai vào lúc 20 giờ nha, bye bye, I love you.